Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên nhanh, xả kho nhanh một số mà em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá bác coi. Thì các bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm bên em thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại thì đang để trực tiếp mình gọi điện để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy sẽ đi vào những cái hàng đầu tiên trong cái video ngắm này. Mã đầu tiên thì đây, lên luôn xả kho cho bác, đó là cái giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại này. Con này chắc chắn chất lượng lắm. Về các bác dùng để mình để điện thoại lên. Các bác xem YouTube, xem điện thoại các thứ này, rất tiện dụng luôn. Đó. Và cái con này rất là hay là nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, quay tròn, mình để trên bàn làm việc, bàn ăn. Đó, mình để điện thoại lên. Đó, có thể là để đứng hoặc là để nằm ra đều được nhá. Có thể điều chỉnh cao lên này, thấp xuống này. À, nói chung là nó vừa vừa nhỏ nhỏ gọn gọn bạn, dễ dễ sử dụng và rất là hay. Đây, để cho bác coi luôn. Con này thì tiện lắm. Nói chung là nó khá là tiện. Đây, đó các bác có thể để ngang, để đứng này, à, để ngang này, để đứng lên này, à, để đứng lên, quá ok luôn nhá. Và con này rất là hay là ở cái phần khe thiết kế là khi mà các bác để điện thoại, các bác muốn cắm sạc là vẫn nó có chỗ để chống ra để các bác có thể là vừa để điện thoại đây, các bác vừa cắm được sạc nhá, rất tiện dụng luôn. Có thể cho cao lên, cho thấp xuống. Chân đế bằng kim loại rất chắc chắn nhá. Đó, xoay 360 độ chưa. Đấy, gập lên gập xuống rất tiện dụng. Đấy, khi mà gập vào nó rất là nhỏ gọn nha. Thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái giá đỡ điện thoại xoay 360 độ này. Đó, giá của nó hôm nay em xả luôn. Bữa trước đang bán bác giá sẽ là 80.000. Hôm nay về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. 40.000 luôn nhá. 40.000 một cái giá đỡ điện thoại này, 40.000 một cái. Lên mã giúp cho em sẽ là giá đỡ điện thoại quay 360 độ nhá, chân đế bằng kim loại. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây lên luôn cho mã hàng đó là cái dụng cụ tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, các bác hay đi xa này, hay đi xa lâu ngày này, các bác không ở nhà chăm cây cối được à. Rồi thứ hai ví dụ các bác bận rộn không có thời gian chăm cây tưới cây đấy, mà các bác để lâu là không có nước là cây nó sẽ chết, thì các bác mua cho em cái dụng cụ này về. Đấy, về các bác lắp vào những cái chai nước thừa này mình không dùng ấy, lắp vào sau đó là các bác cứ cắm ở đấy là tự động nó sẽ tưới nhỏ giọt dần. Đấy, mình về thì chỉ việc là mấy ngày các bác phải đong thêm nước vào thôi, nó rất là tiện nhá. Mà cây lúc nào nó cũng tươi tốt, cũng lúc nào cũng xanh tốt, cũng đẹp nhá. Thì đây, khi mà mua về thì nó sẽ gồm có là một cái thân nha. Đấy, nó sẽ một cái đầu nhọn các bác cắm trực tiếp vào đất, và cái phần này là nó có cái gen xoáy, các bác xoáy trực tiếp vào chai nước này. Và đây là cái van, đó cái van này các bác cắm vào trong, đó cái van này các bác cắm vào đây. Và ở đây nó có một cái phần chỉnh nhá, chỉnh theo cái lưu lượng nước là các bác muốn ra nhiều hay ra ít thì các bác xoáy cái vòng vào chưa. Đấy, xoáy cái phần van này chưa. Thế là xong. Nó rất là dễ dàng sử dụng nhá. Cắm trực tiếp vào chỗ xuống đất thế là xong. Đây. Test cho bác coi luôn nhá. Đấy, về các bác có một cái chai nước này nhá. Đấy, xoáy nó vào này. Hầu như là những cái chai nước trên thị trường bây giờ là nó vừa hết đấy các bạn. Nó vừa hết đấy mà. Đấy, những cái chai nước Coca hay là những cái chai nước thừa các bác không xài nữa, mình xoáy vào là mình kết nối vào mình sử dụng thôi. Đây thì khi mà các bác kết nối như này vào với nhau, xoáy vào cái gen của cái miệng chai này rồi, thì các bác ở cái phần đít này, các bác đục cho em một ít lỗ vào đây nhá. Đấy, lấy cái kim nhỏ các bác đục cho em khoảng tầm 5-6 lỗ để cho nó lấy cái không khí để nó đẩy nước xuống. Không là nếu mà không có không khí là nước nó sẽ không chảy đâu ạ. Nó chỉ chảy được một ít nữa thôi là nước nó sẽ đứng yên. Thì các bác lấy cái kim đục cho em mấy cái lỗ ở dưới này. Đấy, sau đó là các bác cắm cái này vào, đó cắm cái này vào mà bắt đầu là các bác úp nó xuống thì nó sẽ chảy ra các bác nhá. Đây các bác nhìn nước nó đang chảy này. Đây này, nhìn nước đang chảy này. Đấy, nước nó có nhỏ giọt này. Còn nếu mà các bác muốn chỉnh nó chảy chậm lại thì các bác sẽ chỉnh trong cái phần van này. Đấy, các bác siết chặt, siết nó vào một chút cho nó chảy chậm lại này. Đấy, chảy chậm lại nhá. Còn nếu mà các bác muốn chảy nó nhanh nữa thì các bác mở nó ra. Đấy thì nó sẽ chảy nhanh hơn này. Đấy, em mở ra cái chảy nhanh hơn này. Đó, mở ra cái chảy nhanh hơn nhá. Đó, rất là hay. Đó, đấy, thấy không? Mở ra cái chảy nhanh hơn. Đó, rồi, đấy là thực tế về cái sản phẩm em đang test bác coi, đó là cái vòi tưới cây nhỏ giọt bác nhá. Vòi tưới cây nhỏ giọt về cắm vào cái chai nước nhá. Cái chai nước thì về hầu như nhà nào cũng có rồi. Đấy, thì bên em bán một cái combo nó sẽ gồm có 10 cái nha. Giá của nó em báo luôn, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái combo 10 cái đầu, 10 cái đầu đầu tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, nó nhỏ giọt như em vừa quay đấy, nhỏ giọt. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 10 cái. 50k 10 cái thì bán theo một bịch nhiều nhá. Bán ở combo một bịch 10 cái không bán lẻ nhá, không bán lẻ vì giá nó rất là rẻ rồi. Đấy, bán combo tính ra chỉ có 5.000 một cái thôi. Đấy, bán lúc là combo 10 cái nha là 50.000 nhá. Đấy, 10 cái nhỏ giọt. Đó, combo 10 đầu tưới cây nhỏ giọt nhá, 50.000 10 đầu.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ combo kìm bấm cúc quần áo này. Đấy, một cái combo sẽ gồm có là một cái túi cúc này, đấy, một cái túi cúc và đi kèm là một chiếc kìm nha. Thì về các bác sử dụng là các bác chỉ việc cho những cái đầu khuy cúc các thứ vào đây, các bác cho vào cái phần quần áo, ví dụ đây, ví dụ một cái mảnh vải, một cái miếng chỗ quần áo các bác bấm chưa. Đấy, bình thường là các bác có thể mang ra các bác khâu, thứ nhất là nó không được chắc chắn và thứ hai là nó mất thời gian, thì các bác cho vào các bác bấm cho em cái là xong. Đấy, việc bấm cái là xong, rất ok nhá, nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm và dễ sử dụng thôi. Đấy, vì một bộ này bao gồm là một chiếc kìm này, đấy, một chiếc kìm bấm này và đi kèm là một cái túi cúc, thì bên em hay gọi là cái bộ kìm bấm cúc nhá. Các bác cứ lên mạng giúp cho em sẽ là cái bộ kìm bấm cúc. Thì cái bộ này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi một bộ này là đang gửi bác là đi 40k nhá, 40k một bộ này. Đấy, bao gồm là một kìm một cúc nhá, 40.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kìm bấm cúc nhá, 40.000 nhá, 40.000 bộ này. Đây, các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Cái này dùng hay lắm. Đây, đây chắc chắn là chiếc kìm bấm cúc quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn đấy. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nhá mọi người. Đây, đấy, chắc xịn hữu ích không nhá. Và rất là hay luôn. 40.000 bộ này bao gồm là một kìm và một cúc và một kìm nha. Đấy, là 40.000 bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ bản lề nam châm này. Lên mạng nha, cho cái bản lề nam châm nhá. Cái này nó hút nó có lực nam châm hút rất là mạnh đây. Đấy, nó sẽ gồm có hai miếng nha. Thì về các bác lắp vào, ví dụ như là những cái phần chỗ cánh tủ này, rồi là ngăn kéo thứ này, những cái chỗ mà nó hay bị đẩy ra thì các bác mua cái này về, thì khi vào mà các bác lắp vào một bên nọ bên kia, thì khi mà các bác đẩy vào đó, thấy không, nó sẽ hít vào nhau, cái lực hít nó rất là mạnh luôn. Đấy, bỏ gần gần nhau cái là nó phịch vào nhau này. Đấy, rất là hay. Và đi kèm là nó có cái lỗ để các bác có thể bắt vít, và đây một cái bộ này đi kèm nó có cả vít viết các thứ đầy đủ hết luôn, có cả cái miếng dán. Đấy, bình thường thì nếu mà các bác không có máy vít thì mình có thể dùng miếng dán đi kèm này, còn nếu không thì mình có thể bắt vít nhé. Bắt vít thì nó sẽ chắc chắn hơn đó. Thì một bộ này, bên em sẽ bán nó combo là 3 bộ 1 nhé, 3 bộ 1. Đấy, thì giá nó bình dân thôi. Lên mã giúp xem sẽ là cái combo 3 bộ bản lề 500 nhé các bác nhé. Đấy, combo 3 bộ bản lề 500, giá của nó sẽ là đi 45.000 đó, 45k một cái combo 3 bộ nha. Đấy, bán một lúc là 3 bộ luôn nhá, là 45.000 cho 3 bộ bản lề 500 nhá. Giá rất hạt rẻ, về dùng rất là hay luôn. Đây, các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Mấy cái cửa đây, tủ của bạn mà hít mà không chắc thì hãy dùng vào đây bạn. Đây là cái hít cửa nó rất là rẻ đó. Nó hai bên là 500, mình cần khoan vào bên này rồi bên kia gắn lại đổi nhau là hít vào nhau. Nó tay giật mạnh thì ra thôi. Mấy cái cửa tủ của bạn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như là bình thường những cái cửa tủ nó không hít được thì các bác muốn hít thì các bác lắp này về. Đấy, một bên nọ một bên kia các bác lắp vào nhá. Và khi mà các bác đẩy nó sẽ hít vào nhau. Đó, thấy không? Các bác nhìn xem hình minh họa, cái video minh họa này. Đó, nó rất là tiện luôn. Về thì rất hay. Cánh tủ này, rồi là cánh ngăn kéo các thứ này. Đó, rất là tiện. Nói chung là lắp nhiều vị trí khác nhau lắm mà nó nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng nhá. 45.000 cho 3 bộ nha. Combo 3 bộ bản lề 500 nhá. 3 bộ bản lề 500. Đó, 45k 3 bộ. Tên nhanh cho bác đó là cái sản phẩm rất là hay, đó là cái vòng gỗ đeo tay nhá các bác nhá. Lên mã em sẽ là cái vòng gỗ đeo tay. Về các bác về làm vòng đeo thời trang hoặc là lần là hạt làm hiếc các thứ này, rồi là vòng cho các thầy các sư, nói chung là sử dụng trong nhiều việc này, tụng kinh các thứ này. Đó, rất là đẹp luôn. Nó chất liệu là dạng gỗ hương nhá. Đấy, gỗ hương vân gỗ này rất là đẹp, rất sắc nét luôn nhá. Đó, rất ok. Và đi kèm là một chiếc hộp nha, mình có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em, rất ok. Đấy, một chiếc vòng gỗ đeo tay nhá, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay thì em đang bán một cái bộ vòng gỗ đeo tay như này là 40.000 thôi nhá, 40.000 là bao gồm là cả hộp như này luôn nhá, cả hộp như này luôn là 40k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vòng gỗ đeo tay đang gửi bác là 40k một cái vòng gỗ đeo tay này là bao gồm cả hộp luôn. Ở đây em lấy cho bác xem cái vòng này. Một cái vòng này là bữa trước em đã có bác bảo em là đếm bao nhiêu, thì bữa trước em đếm là khoảng tầm hơn 300 hạt này các nhá, hơn 300 cái hạt này này. Đấy, đây nó cả hình hoa thứ rất đẹp luôn, thiết kế rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn. Đấy, co giãn mình có thể đeo cổ, đeo tay cái thứ này, lần chuỗi cái thứ là hạt này, rất ok. Đó, vòng gỗ đeo tay nhá, một chiếc này là bao gồm cả hộp luôn là 40.000 nhá.
Rồi một cái sản phẩm rất là cần thiết trong mỗi gia đình nhà mình này. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, lọ test nước pH. Nhà các bác nào mà rất là hay, bây giờ hầu như là những cái các bác hay sử dụng những cái máy lọc nước, mà những cái máy lọc nước đấy mà trong thời gian lâu các bác không bảo dưỡng định kỳ này, thứ hai không thay lõi lọc này, và đặc biệt là những cái lõi lọc mà nó bù khoáng ấy, coi nhá, bù khoáng chất rồi là bù kiềm ấy, mà những cái lõi lọc các bác không thay thì một thời gian sau nó chuyển sang dạng nước axit ấy, là các bác uống nó rất là hại. Đấy, những cái nước là uống rất hại luôn, đặc biệt là ví dụ bệnh tim mạch này, bệnh sỏi thận này, bệnh tiểu đường này, toàn như đấy mà ra luôn. Các bác mua trong cái loại này về đấy, khi mà các bác test mà nước của bác mà nó ra màu xanh từ 7.0 trở đi cho đến 10 này thì là nước ok nhá, là nước uống được, nước tốt nhá. Còn nếu mà các bác test mà nước nó từ 6.6 đổ về 3.0 đấy, thì toàn bộ nước là nước màu vàng, nước màu axit nhá. Nước màu axit thì uống nó rất là có hại cho sức khỏe luôn. Đấy, đây em đánh dấu rồi này, có gì này. Đấy, nói chung là các bác về cứ nhìn vào cái bảng màu xem, nếu mà các bác test ra cái màu xanh, đấy, màu xanh thì nó sẽ là tốt, còn ra cái màu vàng này thì sẽ là xấu. Đấy, nó sẽ có phân chia từ 7.0 đến 10 thì là ok, còn từ 6.6 đổ về đến 3.0 thì là nước 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 đấy. Được, các bác cần phải xem xét lại, các bác có thể là thay máy lọc nước hoặc là thay lại lõi lọc có nhá. Đấy, thì các bác mua cái lọ này về thì khi mà bán thì mình sẽ gửi kèm cho các bác một cái bảng màu này để về các bác test, các bác theo dõi ở đây các bác nhìn. Đấy, thì cái này nó rất là dễ test thôi, về các bác lấy trực tiếp cái nước ở trong cái máy lọc nước nhà các bác đang dùng đang uống, các bác mở nó ra, sau đó là các bác rõ cho em 1-2 giọt vào trong cái chén hoặc là cái cốc mà các bác lấy nước từ cái máy ra, các bác lấy ra, và khi mà các bác nhỏ cái này vào thì nước nó chuyển sang màu gì thì các bác so vào cái bảng này cho em. Đấy, nếu mà nước nó từ 7.0 trở đi đến 10 thì là nước ok, nước uống được nhá. Đấy, còn nếu mà 7.0 trở đi đến 3.0 đấy thì nước nó màu sang màu vàng, ngả vàng màu cam một thứ như này thì nước uống rất là độc luôn. Đấy, các bác mua cái bộ này về nhá, thì một cái bộ này là chỉ có 20.000 thôi, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, lọ test nước pH này, lọ test nước pH nhá, giá của nó sẽ là 20k. đấy, thì gửi kèm bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu này nữa để về các bác xài, đó là 20.000 một cái bộ này nhé. Đây, các bác cùng xem cái thực tế cái video về sản phẩm test cho các bác coi này. Đây, bác nào cần mua quỳ tím để về test nước nhà mình thì cứ ấn vào giỏ hàng nhá. Quỳ tím test máy lọc nước nhà mình thì nó đổi sang màu như nào thì là đạt tiêu chuẩn thì đây đó nhá. Test nó về đổi sang màu xanh lá cây nhạt như này thì là nước đạt tiêu chuẩn để uống, có độ pH trung tính 7.0, không mang tính kiềm cao và cũng không mang tính axit thì là uống rất ok. Còn đâu mà dùng quỳ tím test ấy, mà nước nó đổi sang màu vàng ấy, là tính axit thì rất cao thì là không nên uống nhá. Uống thì nó rất hại cơ thể nhưng mà nó chưa hại ngay đâu, nó sẽ ngấm dần dần. Như cái máy này đây, em test thì ra nước axit rất nặng, axit này tầm khoảng 4.5 chấm. Mà uống nước mà đấy, các bạn nhìn nhá, đây anh vừa test này, cái nước là nước màu vàng này, cái nước nó uống rất độc này. Đấy, nó sang cái độ pH nó thấp này là đấy, nó chỉ có 43 đến 4.0 này. Đấy, cái màu vàng là nước rất nguy hiểm nhá, thì các bác xem xét lại mình có thể thay máy lọc nước vào, thay lại lõi lọc coi nhá. Mang tính axit nó cao thì trong thời gian dài rất là không có lợi cho sức khỏe. Nhà bác khách định thế, nhà bác khách này thì máy mới mua được một 5 rưỡi nhưng mà chưa thay lõi lọc lần nào, là ra một tính ra axit rất nặng luôn. Đây là vòi ra để uống đây, axit này là axit tầm 3-4. Đây, và em lại test cái nước thải nhá, nước thải đi ra mang tính kiềm, pH trung tính. Nó lọc ra axit và thải ra kiềm khoáng chất. Các bác nên mua cái dung dịch quỳ tím này về để thử cái nguồn nước nhà mình đang uống nhá. Nếu mà nó ra màu vàng thì là nên kiểm tra lõi và thay lõi đi nhá. Em bán 70k hai lọ nhá. Các bác nào mua hàng thì cứ ấn vào giỏ hàng nhá. Đấy, ở đây là người ta bán 70k hai lọ này, bên em bán là một nó chỉ có dung dịch để kiểm tra độ pH. Chỉ có là 20.000 một lọ thôi. Về các bác rất là cần. Các bác tham khảo sản phẩm này cho em nhá. Đó. Đây là một lọ dung dịch. Đó, rồi thực tế về sản phẩm nhá. Đó, thì về các bác cứ lưu ý cho em là từ 7.0 trở đi cho đến 10 thì là nước uống ok nhá, nước uống thoải mái, đầy đủ khoáng chất để các bác sử dụng tốt luôn. Còn nếu mà nước nó từ 6.6 đổ về cho đến 3.0 này thì là nước rất nhiều chất axit, uống rất độc hại, thì các bác xem xét cho em cái vấn đề này. Đấy, thì về các bác test thì nó sẽ ra cái màu nước, về lấy trực tiếp ở trong cái máy lọc nước nhà mình, sau đó các bác test nhỏ 1-2 giọt cái này vào là các bác xài thôi, là các bác sẽ thấy nó đổi màu luôn. Đó, thì về các bác mua cho em cái bộ này về, lọ test nước pH nhá, 20.000 một cái lọ nha. Đó, gửi kèm các bác là cả một cái tờ phiếu này nữa luôn để các bác theo dõi các bác xem. Tiếp theo thì đây lên luôn cho bác, đó là cái lô kéo gà của Đức này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ cái cây kéo gà Đức nhá, hàng của thương hiệu Willing này, made in Gạc Money.
Con này thì về các bác có thể cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em thì rất là tuyệt vời. Đấy, các bác nghe tiếng kéo này, rất chắc chắn luôn. Đó. Ở đây có cả phần răng cưa để các bác có thể đánh về cá. Đấy, còn về các bác sử dụng cắt gà, vịt, thịt, xương, cắt rau củ quả dùng nhà bếp là ok. Con này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cây kéo gà Đức các bác nhá. Kéo gà Đức này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 90k một cây. 90.000 một cây kéo gà Đức này, rất chắc chắn và chất lượng luôn. 90.000 một cây nhá. Rồi một cái mã hàng cũng rất là hay mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục lại về này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn 12V nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn 12V nhá. Đấy, cái rắc nguồn này thì nó rất là hay là nó chuyển điện từ điện 5V. Đấy, đây là cái chân USB. Về các bác có những cái cổng sạc điện thoại nhá, các bác cắm vào cho em. Đấy, và khi mà các bác ghim vào thì cái nguồn điện ra của nó sẽ là nguồn 12V các nhá. Đấy, nó đẩy ra là nguồn 12V. Bữa trước em đã đo đấy các nhá. Đã đo đấy thì các bác nào xem video trước là biết. Đó, em đo trực tiếp ở cái đầu luôn thì nó sẽ ra điện áp là 12V. 12V thì bác có thể sử dụng được rất là nhiều, hay ví dụ như là cắm vào cục wifi, cắm vào những thiết bị camera này rồi là các thứ giờ. Đấy, về nhiều khi là các bác hỏng những cái adapter thì mình có thể mua cái dây này về mình cắm vào luôn, hoặc là trong những trường hợp mất điện. Đó, mất điện mà các bác muốn dùng wifi nhá thì cái đầu này các bác cắm cho em vào cái cục sạc dự phòng, và cái đầu này còn lại các bác cắm vào cái cục nguồn wifi. Wifi bây giờ là hầu như nó dùng cái nguồn 12V này này. Đấy, nên là ví dụ mất điện là các bác vẫn có wifi để dùng nhá. Đấy, mất điện vẫn có wifi để dùng, hoặc là cắm vào camera mà mất điện vẫn có cho cấp nguồn cho camera để camera hoạt động nhá. Đấy, nói chung là nó dùng được, sử dụng rất nhiều thứ. Hoặc là các bác muốn một cái nguồn 12V để các bác có thể sử dụng chế cháo chạy những cái con quạt, con motor rồi thì các bác mua cho em cái này về. Bình thường là các bác phải mua những cái cục adapter nó rất là to cồng kềnh thì mua cho em cái dây này về, nhỏ gọn tiện lợi mà giá bình dân thôi. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn. Đấy, cái rắc nguồn chuyển từ 5V. Đấy, 5V chuyển lên 12V. Đấy, nó đẩy lên cho em là 12V luôn. Giá của nó thì hạt rẻ thôi, 20.000 dây nhá, chỉ có 20.000 dây thôi. Đấy, hàng đặt lại về số lượng hạn các bác nhá, không có nhiều đâu. Thì các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn này. Đấy, chuyển từ 5V. Output nó sẽ đẩy lên ra là 12V. Output sẽ là đường ra nhá. Output nghĩa là cái đầu ra của nó sẽ là DC 12V nhá. Tức là DC tức là điện một chiều đấy. Đó, output ra DC 12V. Còn là input vào của nó sẽ là nguồn 5V. Về cứ có cổng USB cắm vào treo. Sau đó là nó sẽ đẩy lên cho các bác 12V. Rất là xịn luôn. Đó, chắc chắn, dây rất là dày chắc chắn nhá. 20.000 một dây. Rắc nguồn 5V chuyển qua 12V, 20.000 một dây nhá. Rồi tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái này là cái hộp đốt hương, hộp đốt hương muỗi nhá. Đấy, về nhà các bác là hay có hương muỗi hay miếc các thứ này. Đấy, là bình thường là các bác đốt ấy, là các bác cứ hay để ở những cái chỗ đường đi đối lại rồi. Đấy, chẳng may là nó có đá vào. Đấy, thứ nhất là gây bỏng, gây cháy nổ rất nguy hiểm nhá. Mà thứ hai là nhà nhiều trẻ con, gây bỏng biết các thứ rất nhiều. Rồi ví dụ như là các bác đốt xong cái tàn nó rơi ra nó rất là bẩn, rất là bụi thì các bác mua trong cái hộp này về. Đấy thì khi mà mua về thì các bác lấy cái này ra này. Đấy, để ngửa lên nhai. Ở đây là những cái phần gai và các bác đốt cái vòng hương các bác để trực tiếp vào cho em. Và các bác lấy cái nắp này đậy nó vào. Đấy, lấy cái nắp này đậy nó vào, rất là gọn gàng đẹp. Đấy, rất là gọn gàng và rất là đẹp luôn nhá, rất gọn gàng và rất là đẹp luôn. Đó, khi mà đậy vào nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn này. Không ai nghĩ cái này nó là cái bát để hương muỗi đâu các bạn. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ đốt hương muỗi nhá. Đấy, cái khay để các bác đốt hương muỗi này. Đấy, cái khay để các bác đốt hương muỗi nhá. Đốt hương muỗi giá của nó sẽ là đi 30.000 cho một cái khay nhá. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 về các bác sử dụng lâu dài. Nhà đặc biệt là các bác nào hay đốt hương muỗi, chỉ việc đốt một vòng hương, quanh hương vào đây, thả vào đây, đậy cái nắp vào cái. Ở đây nó có những cái lỗ là khói hương nó vẫn cứ bốc lên bình thường và không lo bị cháy nổ, không lo bị rơi tàn, không lo bị va chạm vào các nhá. Đấy, rất là ok luôn. 30.000 một cái này nhá. Khay đốt hương muỗi nhá, 30.000 một cái. Dây sạc ba đầu nhá, dây sạc ba đầu bên em vẫn còn hàng để gửi bác này. Thì em báo giá luôn, một cái dây sạc ba đầu này hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. 40k nhá, 40.000 một cái dây sạc ba đầu nha. Đấy, chỉ có 40.000 thôi. Mà các bác mua về cái con này các bác sạc được rất nhiều các loại máy khác nhau. Đấy, các máy đời cũ đời mới là sạc được hết luôn. Đấy, ví dụ như là các máy Samsung này, Motorola này, LG này, Oppo này, iPhone này, tất cả các loại máy luôn nhá. Đấy, tất cả các loại máy luôn. Thì cái đầu nguồn vào của nó sẽ là cái đầu nguồn USB. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại hoặc là những cái cổng USB các bác cắm vào cho em. Đấy. Đó, và cái nguồn ra của nó này, nguồn ra của nó sẽ là ba chân nhá, một chân tai si đời mới các bác nhá, tai si đời mới này. Và một cái chân thứ hai là cái chân Lightning, chân này các bác chuyên cắm cho iPhone nhá.
và một cái chân nữa, đó là cái chân Samsung đời cũ hay còn gọi là chân micro USB. Đấy thì các bác hay cắm những cái thiết bị mà Samsung đời cũ, những cái con máy đời cũ thì các bác có thể dùng cái chân này cho em. Đấy, và thiết kế rất chắc chắn này, bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Về các bác xài rất là bền bỉ, ok luôn. Đó thì một cái sợi dây này hiện tại em đang gửi bác sẽ là 40.000. Dây nó khá là dài đấy, dây phải hơn 1 mét nữa nhá. Dây khá là dài hơn 1 mét luôn. Đó, rất dài và cũng rất là ok, chắc chắn. Nói chung là mua một dây này thì các bác dùng thì siêu bền rồi. Cầm một cái chiếc dây nó chắc chắn, nặng trịch luôn. 40.000 một dây nhá. Dây sạc cam 3 đầu, dây sạc cam 3 đầu, 40.000 một dây. À, tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 3 lọ 1. Đấy, 3 lọ thuốc kiến nha thì sẽ có giá là cho bác là đi 20.000 cho 3 lọ nhá. 20k. Đấy, 20k cho 3 lọ thuốc kiến nha. Nhiều bác hỏi là thuốc kiến này là có hại không hay như nào không thì nói luôn các bác là nó là dòng thuốc kiến sinh học nhá. Rất là an toàn đối với con người này, động vật, súc vật các thứ này. Đấy, các thứ nhá. Đó, nói chung là cho những cái chó mèo thứ là nó ăn thoải mái, không lo nó bị vấn đề đâu ạ, vì nó là dòng thuốc sinh học nhá. Đấy, chế phẩm diệt kiến dán sinh học này. Đó, nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc là nơi trú ẩn của kiến dán này. Đấy, sau khi kiến dán ăn mồi từ 2 đến 5 ngày sẽ chết nhá. Cái dung dịch này rất là hay, là anh em cũng đã dùng thực tế rồi, là khi mà các bác giỏ thì cái con mà nó ăn đấy là nó sẽ không chết ngay đâu, mà nó sẽ công cái mồi về chuồng của bác, và khi mà những cái con khác nó ăn cùng cái con đấy thì nó sẽ chết một loạt luôn, và nó sẽ chết là chết cả tổ luôn nhá. Đấy, nó chết là chết cả tổ luôn, và nó diệt là diệt cả tổ luôn, và nó rất là hiếm khi mà có kiến quay trở lại nhá. Nó diệt là nó diệt tất luôn, diệt tận gốc luôn. Đấy, nên các bác yên tâm là về là các bác diệt tận gốc luôn, không lo nó quay trở lại hay như nào đâu coi nhá. Đấy, nó rất là an toàn mà rất là nhạy luôn, nhạy lắm, cái này dùng thích lắm. Cái này nhà em đang xài mà dùng cực kỳ ok luôn. Đấy thì combo 3 lọ thuốc kiến nhá các bác nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là combo 3 lọ thuốc kiến này, với mức giá sẽ là 20.000 cho 3 lọ thuốc kiến, dùng cực kỳ là nhạy luôn nhá. Đấy, không nhạy các bác không lấy tiền các bác luôn. Thì em đang dùng thực tế sản phẩm này mà dùng thích lắm. Đấy, nhỏ 4-5 giọt vào cái chỗ đường đi đối lại và hang ổ của nó, khi mà nó ăn xong nó về là mà những cái con xung quanh nó ăn vào nữa là chết cả tổ luôn nhá, chết la liệt luôn đấy. Đó, 20.000 cho 3 lọ thuốc kiến nha, giá rất hạt rẻ bình dân. Tiếp theo thì lâu lâu hôm qua cho bác cái mã này, đó là cái mã khay bánh mì này. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường của Pháp đó nhá. Đấy, của Pháp, hàng rất xịn sò luôn. Thì em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay bánh mì nhá. Khay bánh mì, khay bánh mì sẽ có giá là đi 25.000 một cái. Đấy, nếu các bác mua lẻ nhá. Còn nếu mà bên em, nếu mà các bác muốn mua combo thì giá sẽ tốt hơn. Combo 5 cái khay bánh mì, 5 cái khay bánh mì này, giá của nó sẽ là đi 110.000. Đó, 110.000 cho 5 cái khay bánh mì. Cái này thì ở bên nước ngoài người ta chuyên dùng để người ta làm bánh mì vào đây các bạn. Đấy, nó kiểu cái dạng khay khay kẽm, khay nhôm các bạn. Khay kẽm, khay nhôm này nó thiết kế rất đẹp này. Đấy, bên trong nó có những cái đường vân, hoa văn nó nổi lên nhìn rất là đẹp luôn, sáng bóng đẹp tuyệt vời nhá. Con này thì cái chiều dài nó rơi còn tầm là 25. Đấy, chiều rộng nó rơi còn tầm 17 nhá. Đấy, nó khá là to đấy. Về các bác có thể đựng đồ ăn, đồ uống, có thứ vào đây này. Rồi là làm bánh, rồi là đựng hoa quả, đồ sống, đồ chín, đồ khô, đồ tươi đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, nó nhìn như là một chiếc cái đĩa nhưng mà đĩa nó vũng sâu. Nó khá là đẹp đấy. Về trưng bày đồ ăn, bày đồ ăn các thứ đây, rất là đẹp luôn. Đó. Khay bánh mì nhá, khay bánh mì. Đấy, chuyên dùng để người ta làm bánh mì bên nước ngoài ấy. Nhưng mà bên mình về thì có thể là biến tấu lên sử dụng được thành làm thành được nhiều thứ luôn. Đó thì 25k một cái nhá, 25k một cái. Còn các bác mua theo combo là 5 cái như này. Đấy, 5 cái khay bánh mì như này thì sẽ có giá là 110.000. Đấy, 5 cái là 110, còn lấy lẻ một cái là 25.000 thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là khay bánh mì các nhá. Khay bánh mì đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây thước laser này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái cây thước laser. Cây thì sẽ có giá là đi 90.000 một cây. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây thước laser nhá. Đấy, con này đa năng lắm, về các bác xài hay lắm. 90.000 một cây thước laser nhỉ. Đây, lấy cho bác coi. Hàng mới nguyên vỉ luôn đó nhá. Hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó. Thì đây, một cây thước này nó sẽ có phần livo đánh thăng bằng nhá. Chéo ngang dọc này, rất ok. Phần thước đo ở đằng này nhá. Đấy, và đằng này nó còn có cả một cái thước đo nữa này. Đây. Quên một cái thước rút nhá, nó kiểu một cái thước rút đấy. Đó thì các bác có thể rút ra này, các bác đo này. Đấy, thước rút này của nó như là của nó là 2,5 mét ra, 2,5 mét. Đấy, thước đo thước rút này của nó 2,5 mét này. Còn đây là phần thước đo này. Đó, phần nẹp này, các thứ này.
Và một cái rất là hay là nó có thêm một cái chi tiết thứ hai là cái laser nhá. Cái laser các bác muốn dùng thì ở đây nó có một cái lớp bảo vệ pin, thì về các bác rút ra cho em, rút ra. Đấy, rút nó ra, rút cái cell pin này ra, sau đó các bật công tắc lên. Đó là sẽ lên nhá. Con này thì laser nó các bác có thể chuyển đổi theo nhiều kiểu khác nhau. Đấy, bình thường thì em đang để là dấu cộng nó có nhìn này. Đấy, tắt đi bật lên nó có công tắc đây rất tiện nhá. Lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác có thể tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đấy, và một cái rất hay nữa là nó có thể chỉnh các hướng này. Đấy, bình thường đang ở dấu cộng nhá, các bác muốn chỉnh về cái hướng khác thì các bác ấn nút cho em. Đấy, nó sẽ chỉnh về theo cái chiều dọc này. Đây. Nó chỉnh về theo cái chiều dọc nhá. Đây này, chỉnh về theo chiều dọc. Đấy, thì cái này em đang chiếu vào này, các bác nhìn này. Tia nó khá là sáng và rất là đậm luôn đấy. Các bác muốn chỉnh về chiều ngang thì các bác ấn cho em một phát nữa xuống này. À đây, các bác gạt lên, có nhá, gạt lên thì nó sẽ về dấu cộng này, rồi là dấu dấu dọc này. Đấy, nói chung là các bác có thể chỉnh đa điểm là các bác gạt xem cái này lên này. Đấy, nó ở cái nấc này luôn này, thì các bác điều chỉnh ở cái nấc này nhá. Nó có ba cái điều chỉnh. Nó có một cái nấc đứng này, một cái dấu cộng, một cái dấu ngang này. Đấy, thì các bác điều chỉnh theo cái cữ này của nó này. Đây này, đấy, ngang này. Đó, còn này cái này là cộng này. Đấy, cộng này. Gạt xuống phát nữa này. Đó, cái này là đứng này này. Đó, thấy không? Rất ok nhá. Thì về các bác có thể đánh livo, đánh thăng bằng. Anh em thợ thuyền làm xây làm xưa thứ ra. Đấy, các bác có thể đánh thăng bằng rồi là đánh góc, căn góc 90 độ thứ là cũng rất là chuẩn xác luôn nhá. Đấy, rất chuẩn xác luôn. Đó, nó có cái phần laser chiếu cũng khá là xa đấy, chiếu khá là xa. Và cái tia của nó rất là đậm nhá. Đó, thì về các bác xài, lúc nào dùng thì các bác bật công tắc lên, không dùng mình tắt đi. Đánh livo, thăng bằng, thước đo thứ đầy đủ luôn. Nói chung là một chiếc thước cực kỳ đa năng, sử dụng gia đình anh em thợ thuyền cũng xài ok luôn. Thì con này đang gửi bác là 90 ngàn một con nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây thước laser đang gửi bác là 90 ngàn một cây. À, bảng tự xóa cho các em học sinh, hàng tiếp tục hàng về này. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa dành cho học sinh, rất tiện dụng luôn. Đây, một chiếc bảng tự xóa thì về thì trước khi các bác muốn dùng, các bác gạt cho em về cái phần mở khóa này. Bình thường là gửi đi thì bên em sẽ gạt cho các bác về cái phần đóng khóa, còn về các bác xài các bác gạt cho em về phần mở khóa này. Đấy, nó sẽ mở khóa và nó sẽ mở các chức năng. Và các bác dùng cái bút này, đi kèm nó có một cây bút này, này. Đấy, cho các cháu cho mình vẽ vào đây. Đấy, tô viết vẽ vào đây thoải mái luôn nhá. Đấy, và khi mà vẽ vào chán rồi nó kín bảng rồi, bấm cho một lần này, xóa hết luôn, rất tiện dụng nhá. Đây. Đấy, vẽ vào thoải mái luôn này, bấm cái mất luôn. Đấy, vẽ vào thoải mái nhá, bấm cái mất luôn, rất tiện dụng luôn. Nó gọi là cái bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa. Đó, rất ok. Và lúc nào không dùng thì mình có thể gạt cho em về phần đóng khóa lại, rất ok luôn. Thì bên em đang gửi bác một cái bảng tự xóa này, giá nó chỉ có là đi 30 ngàn thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa dành cho trẻ em, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bảng này có cái diện tích là 8,5 inch nhá, 8,5 inch khá là to đấy. 30k một cái bảng tự xóa này. Sản phẩm tiếp theo thì đây, một cái sản phẩm rất là hữu ích trong cái mùa du lịch này. Đấy, các bác hay đi chơi đi du lịch cái mùa này mà rất là hay dùng những cái khăn tắm ở trong nhà, cái nhà tắm, nhà khách sạn ấy, là những cái tắm, cái khăn ấy rất nhiều người dùng chung, mà người ta không biết là những cái người trước người ta lau những cái gì, dùng những cái gì lau để lau những cái gì, rất là mất vệ sinh. Mà mình không biết được là nó sẽ như thế nào, nó bẩn như thế nào. Đấy, thì các bác mua ngay cho một cái cục khăn tắm này, cái khăn nén này về, nó gọi là cái khăn nén du lịch coi nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ cái khăn nén du lịch nhá. Khăn nén du lịch, nó khi mà các bác dùng cái này, các bác cho nước nó nở ra, nó to đúng như một chiếc khăn tắm luôn. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, lau người, mỗi khi các bác mình dùng tắm xong, đặc biệt các bác đi chơi, đi khách sạn, đi công tác. Đấy, mình ngại dùng chung những cái đồ ở khách sạn để các bác mua trong này về, rất sạch sẽ và an toàn luôn. Em báo giá luôn bên em là các bác là 20k một cái khăn nén du lịch nha. Đấy, 20 ngàn một cái. Nói chung là rất cần thiết cho bác nào mà chuyên đi du lịch, đi công tác, đi chơi nhá. Đấy, chuyên đi du lịch, công tác, đi chơi, chỉ có 20 ngàn một cái này thôi, nhưng mà xài được cũng khá là nhiều lần luôn đấy. Thì đây, về các bác bóc ra cho em. Sau đó là các bác, nó bình thường là sẽ nén chặt này, các bác thả trực tiếp vào trong nước cho em thì nó sẽ nở ra thành một chiếc khăn nén rất là to luôn. Nó to đến kích thước của nó lên đến 1m4 x 70, rất là to luôn, to đúng như chiếc khăn tắm bình thường ấy, mà cực kỳ thấm hút nước và rất là êm luôn nhá. Đó, thì chỉ có 20 ngàn đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Dành cho mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha. Nhỏ gọn bỏ vô túi nhẹ tinh là không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha. Xài ổn. Tôi rất là recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mẫn cũng múc cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống Vũng Tàu du lịch, xuống tới đây đi tắm cái là vẫn quay lên khoe cái khăn này với mọi người liền nè.
đấy các bạn nhìn nhá, khăn nó rất là to, nhìn nó nở như nó béo thôi, nhưng đấy các bạn nhìn này, khi mà cho vào nước nó là rất là to luôn, nó là to lắm đấy, to như một chiếc khăn tắm bình thường các bác hay xài luôn, mà dùng rất thích luôn, êm, dùng thích cực kỳ, mà sạch sẽ ok, dùng riêng tư đấy, 20k một cái nhá, khăn nén du lịch đó, khăn tắm nén du lịch nhá, 20k một cái nhá. Tiếp theo thì lên nhanh luôn các bác, mấy hàng đó, cái máy sấy tóc này, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Cho Ba của Nhật các nhá. Đấy, Cho Ba của Nhật. Con này công suất của nó sẽ là 3500W nhá, sử dụng điện 220. Máy có công suất 3500W thì các bác dùng gia đình thì rất là hợp lý rồi. Đấy, không to quá nhá, không nhỏ quá. Đấy, phù hợp với lại cái công năng sử dụng cho gia đình. Ở đây nó sẽ có hai công tắc này. Một cái công tắc là chỉnh gió nhá, chỉnh gió mạnh gió nhẹ, và một cái công tắc đó là chỉnh độ nóng nhá, nóng vừa nóng nhẹ, thì các bác chỉnh cho em hai cái công tắc này là các bác xài thôi. Máy cầm rất chắc chắn luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn, chất lượng. Đấy, cầm một chiếc máy nặng trịch luôn. Dây nguồn các thứ rồi. Về các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em là các bác xài thôi. Đấy thì em báo giá luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 130.000 một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái máy sấy tóc này. Máy sấy tóc 130k một cái này. Đấy, nhiều bác thì cứ bảo là giá máy này nó hơi cao thì em nói luôn, nói chung là các bác cứ coi tiền nào phải đấy thôi. Các bác cứ mua con máy em về cầm một chiếc máy nó nặng trịch luôn. Đấy, như các bác mua ở những cái hàng chợ búa vớ vẩn nhá, những hàng đấy cầm nó nhẹ tênh nhưng mà cái chất lượng rồi là cái độ nóng nó không đảm bảo đâu ạ. Đấy, con này nóng đều, gió khỏe, dùng ok. Đấy, 130.000 một cái nhá. Máy sấy tóc của Cha Ba nhá. Đấy, máy sấy tóc của Cha Ba 130k một cái, hàng bãi Nhật rất xịn sò ok luôn. Dùng điện 220 cho em nhá. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá, chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá, chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá, thì đây. Cái đuôi này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đó. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kéo cắt cành hộp kính nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cái mã này thì em cũng lên mã xả cái mã luôn nhá. Thì em báo giá xả luôn, bữa trước đang bán bác là 90.000, nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Chỉ còn có là đi 60.000 thôi. Đấy, 60.000 các bác mua đâu một con kéo cành đẹp chất lượng hàng của Nhật nhá, chỉ có 60.000. Đấy, hàng nội địa Nhật nhá, rất xịn sò, mới nguyên hộp nhai luôn. Đây. Đấy bác coi này. Quá xịn luôn. Con này lâu lắm nó về có hàng về nhá. Đây. Made in Japan này, nó rất chắc chắn nhá, ok luôn. Đấy, có phần khóa hãm này. Đấy, và lò xo trợ lực đẩy rất ok luôn. Đấy, về các bác kẹp vào các bác cắt thôi.
kéo cầm cực kỳ chắc chắn nhá, cắt ngọt lắm. Đó, con này em đang xài mà cắt cực kỳ ngọt mà giá thì hợp lý bình dân. Lên mã giúp cho em sẽ là kéo cắt cành hộp kính nhá. Đấy, hộp của nó là cái hộp dạng kính kính nhá. Thì em lên mã luôn là kéo cắt cành hộp kính. Giá đang gửi bác là 60.000. 60k kéo cắt cành hộp kính nhá. Kéo cắt cành hộp kính. 60k một cái. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Ngoài ra thì ở đây có thêm cho bác đó là cái mã cưa gấp. Cưa gấp nhá, cưa gấp này. Cưa gấp của Tozama, made in Japan. Đó, hàng cưa lưỡi kép nhá, cưa cực kỳ sắc bén, rất ngọt ngào luôn. À, hàng này thì các bác có thể mở thành một chiếc cưa này và lúc nào không dùng nữa các bác cấp lại, rất gọn gàng, ok luôn, tiện cho việc di chuyển. Đó, lúc nào dùng thì mình mở ra, rất chắc chắn luôn, cưa ngọt lắm, cưa cực kỳ ok. Ở đây nó có phần hở hạt bữa này, khi mà các bác cưa, cưa rất là ngọt luôn. Đó, con này thì giá vẫn đang bình ổn bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng nhá, cưa gấp đen trắng. Con này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50.000 một cây. Đó, 50.000 một cây. Và ngoài ra khi mà hôm nay trong video này khi mà một cái ưu đãi rất tốt luôn. Khi mà các bác mua theo cặp nha, bao gồm là một cưa và một kéo. Đấy, một cưa và một kéo thì bình thường nếu các bác mua lẻ thì một bộ nha sẽ có giá là 110.000. Đấy, 110.000. Nhưng mà trong video ngày hôm nay nếu mà khi mà các bác mua một cưa một kéo nha thì bên em sẽ gửi bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Giá của nó sẽ là đi 90.000 một bộ nha. Đấy, 90k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo. Combo này à, kéo cắt cành. Kéo cắt cành cộng với lại cưa. Đấy, kéo cắt cành cộng với cưa thì giá của nó sẽ là 90.000 một cái bộ nha. Đấy, bao gồm là một kéo và một cưa nhá. Đấy, bao gồm là một kéo một cưa. Kéo cắt cành hộp kính và một cái cưa gấp đen trắng. Thì một cái bộ nha là 90.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nếu mà các bác mua cả bộ nhá. Còn nếu mua lẻ thì cưa sẽ là 50.000 và kéo sẽ là 60.000. Đấy, còn mua cả bộ là 110.000. Đó, giá rất tốt luôn đấy. Đấy, nói chung là duy nhất trong video này các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Em xả tới bến luôn các bác, xả giá tận gốc luôn đấy. Gọi là lãi chút ít lãi tình cảm các bác thôi. À, theo thì về tiếp tục cho các bác cái mã đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Đấy, lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá. Lọ này dùng thích lắm. Đây. Lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật, một lọ này là 12ml. Hàng này thì của thương hiệu là Roto. Roto được các bác nghe biết rồi, cái thương hiệu rồi, rất nổi tiếng, chuyên về những cái sản phẩm về thuốc bổ mắt, thuốc nhỏ mắt rất nổi tiếng trên thế giới rồi. Và đặc biệt là sản phẩm này đến từ thị trường của Nhật Bản các bác nhá. Đấy. Cái sản phẩm này chứa toàn bộ những cái vi chất, những cái thành phần rất bổ cho mắt, ví dụ vitamin E này, B6 này, natri là muối này, rồi là kali, rất bổ cho mắt luôn, rất tốt cho mắt luôn. Giúp hỗ trợ các bác này mắt sáng hơn này, mắt trong hơn này. Đấy, mắt đỡ đau này, rồi là tăng sức đề kháng cho mắt các bác nhá. Đó, thì một cái lọ này thì em báo giá luôn. Một lọ này thì sẽ có dung tích là 12ml. Đấy, các bác xà được rất là lâu, 12ml thôi. Nhưng mà mỗi lần các bác rõ 1-2 nhọt thôi, nhưng mà dùng rất là lâu luôn. Đó, thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái thuốc nhỏ mắt của Toro nhá, các bác nhá. Đấy, Toro. À, Roto nhá, các bác nhá, Roto. 60k một cái lọ thuốc nhỏ mắt này các bác nhá. Kem răng của Nhật này cũng tiếp tục hàng về nhá. Một lọ này thì sẽ có trọng lượng là 170g, xài cũng rất ok luôn. Đây, đấy, hàng của thương hiệu Sanata, đó, đến từ thị trường của Nhật các nhá. Một lọ này là 170g, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng kem đánh răng muối nhá, rất tốt cho lợi níu của bác này. Đấy, các bác hay bị chảy máu chân răng này, đau lợi, đau níu, các bác xài trong cái dạng này dùng thích cực kỳ luôn. Đó, và nó có một cái vị mặn vừa vừa. Đấy, dùng thích, dùng nghiện luôn đấy. Các bác mà lâu lâu không đánh các bác nhớ vị luôn đấy. Cái này em đang xài mà dùng nghiện luôn, dùng thích lắm. Đánh cực kỳ sạch. Mà các bác đánh xong cảm giác các bác thoải mái, nhẹ mồm nhẹ miệng luôn. Mà đánh rất sạch luôn nhá. Đó. Kem đánh răng của Nhật nhá. Một típ này là 170g. Em báo giá luôn. Giá thì cũng đang gửi bác giá rất tốt, 60k một típ kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, 60k một típ nhá. Dùng thích cực kỳ. Chuyên dùng về cho dòng kem răng của Nhật nhá, dùng thích lắm. Mỗi lần có khi em bán cả 5-7 lọ một ấy, bán được dã man luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất ok. Rồi, tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái mã bàn chải điện này. Đấy, bàn chải pin các nhá, bàn chải điện, bàn chải pin ấy. Đó. Con này bán khá là nhiều. Dùng hay lắm. Nó sử dụng cái dòng sóng siêu âm nhá, nên khi mà các bác đánh rất sạch luôn. Đấy, đánh rất sạch luôn. Bình thường những cái con bàn chải bình thường là các bác cứ hay dùng để chà, nhưng con này nó là sử dụng cái dòng sóng siêu âm. Nó cái độ rung của nó lên đến là 32.000 vòng trên 1 phút này. Đấy, độ rung cực kỳ khỏe luôn. Tí nữa sẽ test cho bác coi. Nó rung, nó đánh tan những cái phần mảng bám ở trên cái phần răng lợi của bác nhá, giúp răng lợi của bác sạch hơn. Đấy, mà
nó kiểu đánh khoa học đời mới đấy, giúp bình thường là các bác hay dùng những cái bàn chải kia các bác đánh nó rất hay bị xước lọi chảy máu chân răng, nhưng các bác chuyển sang dùng cái bàn chải này là cái vấn đề chảy máu chân răng thứ là nó không còn nữa luôn đấy, mà nó sử dụng dòng sóng siêu âm thì nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, đóng đánh không bị lo sưng lại xước lại đây. Thì một cái bộ này sẽ đi kèm bác là bốn cái đầu bàn chải luôn này, bốn đầu bàn chải này, một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc và một cái thân bàn chải này. Thì đây em sẽ tiến hành lắp cho bác coi đấy, về các bác lắp nó vào này. Đấy, và lúc nào mà các bác muốn sạc thì các bác rút cái ra cắm cái sạc này vào đấy, là các bác xài thôi. Đi kèm nó sẽ có cái dây sạc này đấy, sử dụng nguồn điện 5V nhá. Về các bác có những cục sạc điện thoại cắm vào là sạc. Con này các bác sạc một lần xài chắc về cả nửa tháng luôn, pin trâu lắm, pin trâu cực kỳ. Đấy, đây đó chạy này đó. Thì con này nó sẽ có rất nhiều chế độ khác nhau nhá các bác nhá, rất nhiều chế độ khác nhau, 1 2 3 4 5 6 7 này. Đấy, rất nhiều chế độ khác nhau nhá, thì các bác xem phù hợp cái chế độ nào thì các bác đổi qua cái chế độ các bác dùng nhá. Nó có chế độ là rung mạnh, rung nhẹ, rồi là rung giật lên này, là rung giảm đi các thứ, là nó nhiều chế độ đây. Thì về các bác cứ xem phù hợp chế độ nào thì mình bấm sang chế độ đấy các bác xài nhá. Đấy, và đây em, các bác muốn tắt thì các bác giữ lì, muốn bật thì các bác bấm một lần đấy, còn bấm chuyển chế độ các bác bấm nhiều một lần nữa, còn muốn tắt thì giữ lì chưa đó. Và đây em sẽ test bác về cái độ rung của nó này, con này rung khỏe lắm đấy, các bác nghe này. Các bác không cần phải đánh, bình thường là các bác cứ phải di đi di lại trong răng nhá. Đây con này các bác chỉ việc dí vào răng rồi thôi. Đấy là sẽ có lợi dụng cái sức rung, cái độ rung sóng âm này thì nó sẽ đánh tung màng bám nhá. Đấy dùng thích lắm. Đấy, đây. Đấy, những cái chế độ này bên dưới nó giảm đi này. Đó. Đó, thấy không? Đấy mạnh nhất này. Đấy, các bác nghe tiếng không? Đó, rồi đấy, đấy là về cái độ rung của nó nhá, dùng thích cực kỳ. Đó đi em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái bàn chải điện nhá, bàn chải điện. Giá của nó thì độ rung lên đến 32.000 vòng trên phút này, bàn chải điện này. Giá của nó sẽ là 60k, đấy 60.000 một cái bộ này. Đấy, dùng thích cực kỳ luôn. Em xả kho cái mã đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân dành cho bác nào mà hay đi giày giếc các thứ, đi tất rồi, đấy, đi làm. Mình hay đi giày giếc nó hay bị hôi chân, thối chân thì các bác mua trong cái lọ này về các bác xịt nhá. Đấy, con này mùi hương rất là thơm. Và nó chứa một cái hàm lượng nano bạc nhá. Đấy, nano bạc. Và khi mà các bác xịt vào thì nó rất là khô thoáng, dùng cực kỳ thích đây này. Ag cộng nano bạc này. Đấy, nó sẽ tiêu diệt những cái vi khuẩn này, những cái con nấm bệnh mà nó gây hôi chân, thối chân nhá. Đấy, và khi mà các bác xịt như này mà các bác đi, nó cảm giác chân của bác nó rất là bị nó cảm giác là rất là khô, khô chân, thoáng chân, nó không bị hôi nữa các bác nhá. Dùng thích lắm cái này, em cũng đã dùng thực tế rồi, dùng giấy rất là ok. Đấy, đi giá bình dân thôi. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước cái chai này đang bán là đi 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, giá chỉ còn có là đi 20.000 một chai. Đấy, 20.000 cho một cái chai xịt hôi chân này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân, thối chân nhá. Giá đang gửi bác là 20k. Đấy, chỉ có 20.000 thôi. Giá này đang được giảm rất tốt luôn đấy. Đây các bác hướng dẫn sử dụng thì các bác chỉ việc là bình thường là các bác hay cầm như này các bác xịt đúng không? Đấy, nhưng mà xịt nó lại, nếu mà các bác muốn xịt trong gầm giày thì các bác dốc ngược nó xuống, sau đó các bác ấn vào cái đế giày thì nó sẽ phun vào bên trong. Đấy, đúng như trên hình các bác đang coi này. Đấy, trên hình ở trên cái chai sản phẩm nó có này, về các bác cứ dùng đúng thế là xong. Đó, lắc đều trước khi sử dụng nhá. 20k một chai, đang giảm giá xả kho rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân, thối chân nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, bình thường là các bác hay giặt giày là các bác cứ phải mang ra nước các thứ này, các thứ rồi là các bác mang ra tiệm các bác giặt, thứ nhất là vừa mất công, thứ hai vừa mất tiền. Mà đặc biệt là các bác giặt nước ấy, nghĩa là rất là nhanh hỏng giày, rồi là nó đợi nó rất là lâu khô. Thì các bác mua cho em cái chai xịt này về, nó là cái công nghệ giặt khô giày nhá, giặt giày khô, nó không phải là giặt giày dạng nước nhá, nó là dạng khô ạ. Đấy thì dùng thì các bác lắc đều lên, sau đó là các bác xịt trực tiếp vào đôi giày của bác nhá. Đấy, trực tiếp vào giày thì nó là dạng bọt nha. Đấy, trực tiếp vào cái bọt này vào đôi giày, sau đó các bác để nó tan bọt ra, và các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm, các bác cọ đi. Đấy, cọ kết hợp cùng với cái bọt này. Đấy, thì nó sẽ đánh tan những vết bẩn nhá, và sau đó là các bác dùng cho em một cái vải thật khô, cái vải thật khô thật là mịn nhá. Đấy, sau đó là các bác lau hết cái những cái bọt đi là rất là sạch luôn. Và cái đôi giày đấy là các bác sau khi các bác đánh rửa là các bác có thể dùng và các bác đi được luôn nhá, rất là nhanh tiện lợi, nó không bị ướt nhá, không bị ướt giày, không phải đợi chờ nó mất thời gian. Và cái con này nó mùi hương chanh. Đấy, mùi hương chanh rất thơm nhá, mùi hương chanh thơm lắm. Một chai này là 300ml. Đấy, chuyên để các bác giặt giày dạng khô nhá. Đấy, giặt giày dạng khô thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai giặt giày khô. Đấy, chai giặt giày khô này, giặt giày khô bình thường là các bác hay giặt nước, nhưng con này là chai giặt giày dạng khô, có thể sau khi giặt xong là mình dùng được luôn, xài luôn, không cần phải phơi phiếc gì cả.
giá hôm nay em xả luôn, bữa trước đang bán là 100.000 một chai, hôm nay em về đó mức giá rất dễ mua, 70k nhá, 70k một cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, về cứ làm như vừa nãy em hướng dẫn đấy, đây các bác xài thôi. Đây các bác cùng xem được tí video về sản phẩm em dùng thích cực kỳ. Đây. Xịt bón lên các vết bẩn trên giày, sau đó là trà trong khoảng 5 đến 10 phút thôi là giày sẽ sạch lên rồi, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức thay vì phải giặt một đôi giày và chờ khô rất lâu. Thế này thì ngồi một lúc phải. Đấy các anh nhìn này, đấy trước khi giặt này rất là bẩn nhưng mà sau khi giặt cái nhìn rất là mới luôn, sạch lắm. Cái này em xài rồi mà dùng thích cực kỳ luôn mà rất là tiện nhá. Các bác không cần phải đợi chờ gì đâu nha, chỉ việc là giặt sau đó các bác xài luôn. Đấy. Vệ sinh được 10 đôi. Một chai này dùng được khoảng 5 lần vệ sinh. Rất ok rồi. Chai xịt giặt giày khô nhá, đang xả kho. Chỉ còn có là đi 70.000 một chai thôi, dùng được rất là lâu luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi vít V7 này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Bộ này hôm nay cũng đang được giảm giá xả kho và bữa trước cũng đang bán hết hàng. Thì hôm nay hàng nó lại tiếp tục về này. Các bác cứ lên mã cho em xem cái bộ mũi vít V7, nó sẽ gồm có là 7 cây thì em hay gọi là mũi vít V7 nhá. Em báo giá luôn. Bộ này thì bữa trước đang bán là như là cũng 90.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 một bộ thôi. 60.000 một bộ nhá. Đấy các bác không nghe nhầm đâu. Giá cực kỳ yêu thương. Để với tay bác nhỉ, bóc cho bác một bộ này. Một cái bộ này nó sẽ gồm có là 7 cái đầu vít. Đấy, 7 cái đầu vít khác nhau. Đó, hàng này của nó hàng thanh lý siêu thị rất xịn sò. Đây, đó, 7 cái đầu vít khác nhau nhá. Cái đầu này dài, đầu nhất dài của nó rơi khoảng tầm là đi 15 này. Đây để em lấy thước em đo cho bác coi. Nó thì cái đầu dài nhất của nó vào là 15. Đấy, 15 xong rồi đến khoảng tầm 12 này rồi là 9 này. 9. Vừa vừa đây có 7 này, 6 này. 4 này rồi là có 2 này. Nói chung là nhiều cái chiều dài khác nhau lắm ạ. Đấy thì nó sẽ gồm có là 7 cái mũi như này. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái đầu vít nhá. Đây để em sắp vào nhìn cho nó đồng bộ như nó đẹp này. Đấy, nói chung là các bác mua một bộ này về mà anh em gia đình này. Đấy các bác sử dụng gia đình này. Rồi anh em thợ thuyền xài cho em bộ này thì quá ok luôn. Đấy. Cái chân của nó sẽ là chân lục giác nhá, chân 635. Về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay rồi là những cái con mà nó hỗ trợ cái chân lục giác này các bác lắp vào là rất là ok này. Đấy, lắp vào vừa khít khít luôn nhá. Chân 635 chân lục giác ấy. Đấy và đây là những cái đầu vít của nó, cái đầu vít của nó có những cái khe kẽ này này để khi mà các bác xoáy con vít nó không bị trượt các bác nhá. Đấy, bình thường là các bác xài những con vít truyền thống ở nhà là đầu nó phẳng lì luôn, các bác xoáy rất hay bị trượt đầu vít như con này này. Đấy, nó thiết kế những cái khe rãnh này, các bác xoáy không bị lo trượt đầu vít nhá. Đó thì một cái bộ này gồm 7 mũi vít như này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi mà tội gì các bác không mua. Đấy, 2 4 6 7. Đấy, 7 đầu vít nha, nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, bộ này các bác mua thị trường khoảng tầm 150.000 cho đến 200.000 bộ luôn. Mình em xả kho. Hàng là hàng ôm lô thanh lý nên giá nó rất là hạt rẻ. Đấy các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Bữa trước đang bán là hết hàng đấy. Không có hàng đều đâu ạ. Đấy, hàng thi thoảng nó về đâu ạ. Đấy, nên các bác bữa nào hôm nay các bác nào mà ưng thì chốt luôn này. Đấy, bộ mũi vít V7 nhá, sẽ gồm có là 7 đầu vít nha. Giá của nó sẽ là 60.000 một bộ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mã kìm chết của Filter này. Đấy, lâu lâu không quay bác sợ bác quên này. Đấy, con này thì giá cũng bình thường thôi, 80.000 một con này, giá quá hạt rẻ luôn. Các bác mua đâu một cái con hàng hãng của Filter này, hàng chuyên về đồ kim khí cho anh em sửa chữa đầu nghề này, rất nổi tiếng của Filter luôn. Đấy, hàng của Đức nha con nhá. Lên mã em sẽ cái con kìm chết Filter, con này thì giá bình dân 80.000 mã thôi. Nhà em chỉ có duy nhất một mã kìm chết thôi nhá. Tại vì con này bán rất là chạy và cũng như là hàng nó dùng rất tốt mà giá nó hợp lý nữa thì em bán chỉ có duy nhất một con này thôi. Đấy, nói chung em bán quá nhiều rồi không bác nào trêu này cả, dùng thích cực kỳ. Đấy, tay cầm đều bọc nhựa non này, chống trơn trượt. Đấy và lò xo thứ này, rồi chất thép, sử dụng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dây dẫn. Đó, phần ngàm này. Đó, ok luôn. Phần lò xo lõi. Hàng cũng là hàng dạng 1 2 3 4 5, hàng dạng hàng 508 đấy. 508 là nhiều đấy chứ bình thường các bác đi thị trường nó chỉ có 308 đấy thôi. Đấy, nó rất ít đinh tán nhưng con này nó sử dụng rất nhiều đinh tán thì nó gia cố nó sẽ chắc chắn hơn, các bác xài không lo nó bị gập gãy hay nhào cả, vấn đề gì cả, chắc chắn lắm. Đấy, đây hàng bọc rất chất lượng luôn. Đấy, ok rồi, 80.000 một con nhá, hàng của Filter. Đấy, các bác cứ gõ Filter thì có biết về cái độ nổi tiếng của công ty rồi, rất ok luôn, chuyên về đồ kim khí đồ nghề cho anh em sửa chữa thứ rồi, rất nổi tiếng các bác nhá. 80.000 một cây kìm chết nha. Nên đã xem cây kìm chết hoặc là nhiều bác trong Nam hay gọi là cây kìm bấm đấy. Đó, 80k một cây. Bộ lục giác và bộ hoa thị của JT của USA thì bên em vẫn còn hàng nhá. Đấy, thì bên em đang có bộ lục giác này và một bộ đó là bộ hoa thị, thì các bác lấy bộ nào được báo nha. Và bên em đang bán đồng giá, báo giá bác luôn là 50k một bộ này. Đấy, báo giá bác luôn là 50.000 nhá. Hàng của JT USA nhá, rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, mở ra bác xem cái bộ hoa thị này. Xịn lắm, bộ này ok, bán rất là nhiều.
chất lượng, giá hợp lý. Đây, đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, lục giác và hoa thị giống nhau nhá, cũng đều 9 cây. Đây, bộ lục giác này cũng 9 cây luôn này. Đó, 9 cây. Còn đây là bộ hoa thị thì các bác lấy bộ nào báo cho em nhá. Mã này là mã hoa thị này. Nhớ giúp em là hoa thị nhá. Hoa thị hoặc là bông, đầu bông ấy. Đấy thì các bác nhiều bác hay gọi trong Nam hay gọi là đầu bông. Ở miền Bắc hay gọi là hoa thị. Đó, 50.000 bộ thôi. Giá quá rẻ luôn, đầy đủ các cỡ về các bác xài từ 1.5, 2, 2.5, 4, 3 đấy, cho đến 10 luôn nhá, rất đầy đủ. Bộ này cũng thế luôn này. Đấy, bộ này là bộ đầu lục giác, đầu bi này. Còn bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, thì cứ bán đồng giá là 50.000 một bộ nhá. 50.000 bộ, các bác lấy bộ nào cứ báo nhé. Đó, lục giác hoa thị bằng tiền nhau. Tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái bộ sạc của iPhone thì đây, em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ đi cái bộ sạc iPhone. Bộ sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Giá em báo luôn, 50.000 một bộ này. Đấy, hàng của Apple. Hàng Apple nhá, bộ sạc của iPhone 50.000 một bộ thôi. Giá rất là rẻ. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là một củ và đi kèm là một dây nhá. Đây, một củ sạc này. Đấy, một củ sạc nhá. Đó. Và đi kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Còn nếu mà các bác mà dùng máy Samsung ấy là không sạc ở đâu. Đấy, chỉ có chuyên dùng cho máy iPhone thôi. Đến lúc về các bác lại dùng máy Samsung, các bác mua về các bác bảo là cắm không vừa. Đấy thì em rất là áy náy. Đấy thì các bác nhớ giúp em là chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy iPhone. Các đời iPhone từ iPhone 5 trở lên là dùng ok. iPhone 5 cho đến iPhone 14 đang là mới nhất rồi. À, bộ sạc của iPhone nhá, 50.000 bộ này, bao gồm là một củ sạc và đi kèm là một dây nhá, 50.000 bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy vít này, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái máy vít pin. Đấy, máy vít pin. Máy vít pin này thì giá bình dân thôi, 130.000 một cái máy này. Đấy, 130k một cái máy vít pin nha, dùng cực kỳ thích luôn, xài gia đình này, anh em thợ thuyền dùng ok. Con này là ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn này, mà thứ hai là nó chạy bằng pin nhá, nó chạy pin. Thì khi mà hết pin các bác lại sạc vào các bác xài thôi. Và đi kèm với bên nhà xuất thì sẽ có tặng kèm thêm các bác là hai cái đầu vít nha. Đấy, một bộ nó này là đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc này nữa. Đó, một cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là cái nguồn chân USB, nguồn về các bác cứ coi chân USB này, có cục sạc điện thoại 5V ấy là các bác cắm vào, sau đó các bác cắm vào đây. Đó là cắm sạc nó thôi. Đấy, và lúc nào mà các bác dùng đầu vít nào các bác lắp vào đây. Đấy, vào các bác xoáy lên. Đấy, có phần đảo chiều nhá. Xoáy vào này, xoáy ra này. Đấy, mỗi lần bấm là có điện báo đầy đủ hết luôn. Con này cái mô men xoắn của nó cực kỳ khỏe. Đây em biết tay bác con này. Đấy, đây em đang bóp tay rất chặt này. Đấy, mô men xoắn khỏe lắm, dùng thích lắm, khỏe cực kỳ, xoáy rất ok. Đấy, các bác xoáy những cái đồ gia dụng các thứ này, xoáy rồi là rất nhiều thứ khác nhau, đồ điện, đồ gia dụng, đồ gia đình này, anh em thợ thuyền xoáy ok, nhẹ nhàng tình cảm nhá, mang đi mang lại rất là tiện rồi là. Xoáy gia đình rất ok. 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là máy vít pin. Đấy, có đi kèm là hai mút vít cả dây sạc các thứ luôn. Là 130k một cái này. Tiếp lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn học chống cận này. Đấy, đèn học chống cận về các bác sử dụng cho các cháu nhà mình về học tập này. Đấy, rồi là ví dụ các bác làm việc cũng ok, dùng con bóng là rất ok luôn. Ánh sáng phù hợp với lại mắt cũng như là chống cận nhá, rất là tốt luôn. Giá thì em báo luôn nhá, giá thì siêu bình dân luôn, hạt rẻ luôn. Lên mã rồi em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận. Giá của nó sẽ là 70.000 thôi. 70.000 một chiếc đèn học chống cận nhá. Đó, 70k. Mà cái con này rất hay là nó có cả pin sẵn luôn nhá, tích điện được luôn. Ví dụ như là trong trường hợp bắt đầu đang vào mùa mất điện rất là nhiều, đặc biệt là miền Bắc hiện tại đang mất điện rất nhiều. Đấy, ví dụ các bác dùng cái đèn này làm cho các cháu nhà mình học này, rồi là ví dụ như là mất điện, các bác có thể dùng mang cái con đèn này các bác soi sáng ok luôn. Đấy, học tập làm việc soi sáng nhà cửa cũng ok. Đấy, trong những trường hợp mà mất điện rồi nhá. Đây, mở cho bác coi hàng mới như hộp này. Đi kèm sẽ có là cái dây cáp sạc này để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này nhá. Và đây là nhân vật chính này, đèn này. Đó. Về các bác mở nó ra. Đấy, nó có thể gấp gọn vào nhà và lúc nào dùng được các bác mở ra. Cái phần cánh này các bác có thể xòe ra này. Đấy, cụp vào này. Đấy, tùy chỉnh nhá các bác nhá, tùy chỉnh có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Đấy, cụp lên cụp xuống rất hay luôn. Thiết kế rất chắc chắn nhá. Đây giờ em sẽ bật đèn bác coi. Con này thì cái thao tác bật nó rất là dễ thôi, các bác chỉ việc là chạm tay về cái nút, cái biểu tượng này các bác bấm này. Đấy, nó sẽ lên nhá. Con này sẽ có là những cái cấp độ sáng 1 2 3 2 3. Đấy, nó sẽ có một cấp độ sáng này, 2 này, 3 này. Đấy, ánh sáng vừa đủ để các bác học tập làm việc. Mà cái ánh sáng của nó là cái ánh sáng trung tính, nên là khi mà các bác sử dụng, các bác làm việc với cái đèn này nó không bị đau mắt. Bình thường là các bác hay dùng những cái con đèn led các thứ giờ thì các bác sử dụng ấy nó rất là hại mắt quá. Đấy thì các bác sử dụng cái con đèn học nha, chuyên
chuyên để học tập và làm việc mà, nên là cái ánh sáng nó sẽ khác, nó rất là tốt cho mắt nhá, nó không bị hoa mắt hay nó bị đau mắt mà. Đấy, các bác dùng cái đèn là rất hay luôn. Đó. Và cái nút này đây này, đấy, cái nút này là cái nút chạm như kiểu cảm ứng nhá. Đấy, các bác cứ bấm này nó lên thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái này, sạc này vào. Nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn DC 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái những cái chân cổng USB các bác cắm vô đấy là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy, và khi mà sạc đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài có thế thôi. Đấy, và đi kèm đây nó cái này nó còn có cả cái hộp đựng bút đây này. Đấy, để em lắp cho các con. Đây, đấy thì có cả cái hộp đựng bút nhá. Đấy thì về các bác dắt vào sau này. Đấy, ví dụ như lúc nào mà có bút biếng thứ ta. Đây, ví dụ đây em đang có bút các bác bỏ luôn vào đây cho em. Thế là xong, ok nhá. Đấy, vào đây đèn này. Thao tác một chạm này, rất sáng luôn, ánh sáng rất sáng nhá. Vừa đủ để các bác thoải mái tâm làm việc luôn. Đấy, để bàn học có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đấy, ngửa lên cụp xuống ngon này kìa, nào rất chắc chắn ok luôn. 70k nhá, lên mã duy em sẽ cái đèn học chống cận nhá, có tích điện có nhá, có tích chịu điện, dùng trong trường hợp mà là mất điện mất bóng cái thứ là các bác xài ok luôn. 70k một chiếc đèn học này. Đấy, nói chung là giá nó quá bình dân hạt rẻ luôn mà sản phẩm rất là chất lượng luôn. 70k đèn học chống cận. Tiếp theo thì em lên với bác cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng này. Lên mã cho em cái móc khóa hình con rồng. Đấy, năm nay năm con rồng mà, thì các bác mua cho em cái móc khóa hình con rồng về rất là ok luôn, may mắn rồi là mọi sự thuận lợi suôn sẻ này, rất đẹp luôn. Đấy, thiết kế là mạ vàng nhá, mạ vàng. Đấy, đây hình rồng rất đẹp luôn đó. Và đây có phần móc này, về các bác có thể móc đồ, móc chìa khóa rồi làm đồ sưu tầm trưng bày rất là đẹp luôn. Giá thì bình dân thôi, 25.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái móc khóa rồng nhá, nhá. Móc khóa rồng đấy, hình con rồng này, về các bác dùng để móc khóa móc đồ thứ gì. 25k một cái thôi, 25k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là móc khóa rồng 25.000 một cái nha. Mạ vàng rất là đẹp luôn, sáng choang luôn này. Đó, rất đẹp, chất lượng nhá. 25k một cái. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái miếng dán con mèo thần tài này. Đấy, miếng dán mèo thần tài. Hiện tại em sẽ bán theo một con này là 10.000 nhá. Đấy, 10.000. À xin lỗi bác là 5.000 thôi. Đấy, ví dụ về các bác có thể dán vào điện thoại này, này đây. Thì em đang dán điện thoại này, đấy, đem lại sự thuận lợi cho công việc này, đấy, làm ăn phát tài phát lộc nhá. Đó, thì lên mã nha, em sẽ cái miếng dán mèo thần tài. Đó, một miếng dán mèo thần tài này đang có giá là đi đây một miếng nha, đang có giá là chỉ có 5.000 thôi. Đấy, cái này thì bán thêm cho bác để các bác có đồ các bác mua thêm. 5k miếng đúng nhá, 5k một miếng. Lên mã em sẽ cái miếng dán mèo thần tài nhá, 5k về các bác dán vào đồ vật, đem lại sự may mắn này, làm ăn thuận lợi này. Đấy, tiền vào như nước luôn. Về các bác có thể dán vào điện thoại nhà chẳng hạn này. Đấy, vừa đẹp vừa nói chung là nó nhiều cái hay lắm ạ, nhiều hay lắm đó. Mình dán mèo tài là 5.000 thôi nhá, còn móc khóa rồng đang gửi bác là 25k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái vỉ pin 3 chữ A này. Đấy, vỉ pin này về các bác lắp vào điều khiển các thứ này. Đấy, nó là dạng pin 3 chữ A nhá. Về thì nhiều bác cứ hỏi em là cho bác một vỉ pin. Đấy, cho bác một vỉ pin nhưng mà em không rõ là các bác dùng cái pin mà nó có mấy chữ A, thì các bác về các bác nhìn giúp em là cái pin mà nhà các bác đang xài nó có mấy chữ A là các bác xem là chuẩn luôn. Đấy, bình thường thì tại em đang có hai cái mã pin tiểu là mã một mã là hai chữ A này. Đấy, hai chữ A là cái mã pin to đấy, còn cái mã pin nhỏ của nó sẽ là 3 chữ A. Đấy. Hoặc là các bác có thể phân biệt một màu, cái màu của cái pin to sẽ là màu vàng và cái pin nhỏ này sẽ là màu xanh thôi nhá, màu xanh. Thì tại em đang bán là đồng giá một vỉ nha, là 30.000 nhá, 30.000 một vỉ là 4 viên pin đó. Thì cái pin này là trước là nhiều bác là đã mua sạc rồi và cũng rất nhiều bác hỏi là muốn mua thêm pin nhưng mà trước là nó chưa có hàng, thì đây đợt này nó về thêm hàng để gửi bác đây. Thì lên mã giúp em sẽ là cái vỉ sạc pin tiểu nhá. Đấy, lên mã nha, cái vỉ pin tiểu để các bác dùng để về sạc để mình dùng nhá. Thì cái pin này là hay của sản phẩm này là về là các bác có thể sạc được không nhá. Đấy, có thể sạc được luôn, về các bác lắp vào cái bộ sạc nhà mình là các bác sạc thôi. Sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài. Đấy, khi mà hết thì các bác lại cho vào các bác sạc nhá. Đấy, và nó rất là giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 30.000 một vỉ thôi. Đấy, 30.000 một cái vỉ pin tiểu nha, 30k nhá. Thì sẽ có hai mã pin là pin 2 chữ A và mã pin 3 chữ A nhá. 3 chữ A là pin nhỏ, còn 2 chữ A là pin to. Đó. Về các bác lắp vào sạc là các bác xài. Đấy, lắp vào thiết bị đồng hồ các thứ này, điều khiển này. Khi nào mà hết ý, thì các bác lại lôi ra. Đấy, các bác lắp vào cái bộ đốc sạc nhá.
và lúc lúc nào mà đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài thôi. Đấy, bình thường là những cái dòng pin kia, pin bình thường ấy, đây ví dụ như là cái pin, ví dụ như những cái pin bình thường này các bác mua thị trường rất là nhiều này, những cái pin này thì các bác dùng hết là các bác bỏ luôn. Đấy, mà bỏ thứ nhất là rất là lãng phí, mà thứ hai là gây hủy hoại môi trường nhá. Thì các bác mua cho cái pin này về, đấy vừa thân thiện với môi trường nhá, mình dùng là mình có thể tái sử dụng được và nó được lâu ạ, được lâu. Và thứ hai là tiết kiệm ạ, tiết kiệm đó. Thì một vỉ này chỉ có 30 ngàn thôi mà 4 viên luôn, và có thể sạc được nhiều lần các bác nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lắp vào cái đốc sạc các bác xài. Cái sạc này chắc chắc này, em nghĩ là nhiều, rất nhiều bác mua bên em rồi, nhưng mà bữa trước là nhiều bác hỏi là không có pin lẻ. Thì đây, đợt này về cái lô pin lẻ này là các bác tranh thủ chốt luôn, chốt đơn nhanh luôn nhá. Đồng giá là cứ 30.000 một vỉ nhá. Pin 2 chữ A và pin 3 chữ A, thì các bác lấy mã nào được báo nha, pin xanh hoặc là pin vàng. Đồng giá là cứ 30 ngàn một vỉ 4 viên. Một số cái mã sản phẩm về đồ kim khí này các bạn. Đó thì đây, lên luôn cho bác đó là cái kéo cắt tôn luôn nhá, kéo cắt tôn của Caboxy. Em báo giá luôn, cái cây kéo cắt tôn này tại em gửi bác giá sẽ là đi 160 ngàn một cây nhá, 160 ngàn một cây kéo cắt tôn của Caboxy này. Về thì các bác chuyên dùng để cắt tôn. Đấy, cắt tôn lá, tôn các thứ này. Bây giờ cắt lá thép rất sắc bén luôn. Con này thiết kế một cái góc vát 45 độ nhá. Bình thường là các bác cắt những con kéo kia này các bác có phải lách lách, nhưng con này cắt nó như kiểu là cắt giấy luôn, nó rất là ngọt. Và nó có cái lò xo trợ lực này, các bác bóp vào, còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ nhả ra các bác nhá. Đấy, mình chỉ việc bóp vào thôi, còn khi mà nhả ra nó sẽ có lò xo nó đẩy luôn. Đấy, giúp các bác làm việc các thứ là nó nhanh hơn. Đấy, trợ lực tốt hơn nhá. Đây, cắt thử bác coi này, con này cắt thì siêu ngọt luôn, con nhìn này. Đấy, cái này em đang cắt giấy nhá các bác nhá, chứ còn các bác mà cắt tôn thì nó cứng này, các bác còn dễ cắt nữa. Đây đây, em đang cắt giấy này. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Đó, đây lưỡi thì siêu sắc bén, cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, mà các bác đặc biệt là các bác thợ rất là khen con này, cắt ngọt ngon và dễ cắt nhá. Cây kéo cắt tôn của Caboxy nhá, 160 ngàn một cây. Đấy, 160 ngàn một cây. Rồi tiếp tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái mã kìm cắt ống nước, kìm cắt ống nước nhá. Về để về các bác thợ thuyền, anh em sửa chữa điện nước. Đấy, rồi các bác gia đình mình thi thảo mình có sửa nước nước có thứ rồi. Bình thường là các bác cứ phải dùng cưa dùng kéo thứ, các bác cắt rất là mất thời gian, nhưng con này các bác chỉ việc cho đây, các bác bấm em này. Đấy, các bác cắt nó rất là ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đấy, mà cái đường ống các bác cắt ra nó rất là mịn các bạn. Đấy, cắt nó rất là mịn. Đây nha, em sẽ cắt cho bác coi. Đấy, đây các bác cứ để đây thôi. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đấy, bấm này. Đó đây. Đó, thấy không? Đấy, cắt rất ngon này, mà cái đường ống đi rất là mịn này. Nó không bị những cái ba vía bình thường các bác hay cắt cưa các thứ, nó bị cái ba vía các bác phải đi mài miếc và làm vệ sinh nó sạch sẽ trước khi mà các bác bôi keo, nó rất là mất công, mất thời gian. Các bác mua này, con này cắt rất là ngon, ngọt, dễ cắt nhá. Mà nói chung là cái sản phẩm rất là ok, dùng gia đình là anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Con này là cắt được cỡ ống lớn nhất là từ 42 nhá, từ 42 trở về. Tức là các bác cứ cắt làm sao mà các bác cắt là cứ ống, cái cỡ ống lớn nhất là từ 42 trở về. Đấy, 42, 27, 21 các thứ, 34 là các bác dùng con này chạy chiến thoải mái luôn. Nói chung là những dòng ống phổ thông gia đình điện dân dụng mà các bác xài cho em con này là quá hợp lý rồi. Đó, 100 ngàn một cây nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kéo, cái cây kéo cắt ống nước 42 nhá, kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k một cái cây kéo cắt ống 42 nha. Đấy, cắt từ ống 42 trở về nhá, 100 ngàn một cây. Bộ lấy ống gãy này, đấy, bộ lấy ống gãy 5 mũi này cũng của Caboxy. Đấy, bộ này là chuyên để các bác lấy ống gãy nhá, giá của nó thì bình dân thôi, 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Đấy, những cái con ốc gãy các thứ rồi thì các bác xài cho bộ này. Đấy, về các bác có những con ốc gãy là bình thường là nó có những cái bu lông thứ các bác siết vào để các bác xoáy ra, như đây bình thường các bác xoáy nó gãy bốn cái đầu bu lông rồi, các bác không thể làm gì được. Để các bác lôi cái này ra thì các bác khoan cho một cái lỗ, sau đó các bác đóng cái con này vào. Đấy, thì nó tạo cái cơ chế hoạt động của nó là cái dạng gen ngược, thì khi mà các bác xoáy xoáy ra thì nó lại càng găm vào, và các bác càng xoáy nó càng găm vào thì nó sẽ lôi được cái con ốc gãy lên, rất là hay luôn. Đó, hàng của Caboxy, một bộ lấy ốc gãy này sẽ là 5 mũi thôi nhá, 5 mũi với mức giá là đi 30 ngàn thôi, 30 ngàn. Đây, ở đây nó có hướng dẫn này. Đấy, bình thường là các bác làm gãy con ốc này. Đấy thì các bác sẽ khoan đem một cái lỗ này, sau đó các bác dùng cái mũi nó tương ứng với lại cái con ốc các bác đóng nó vào. Đấy, và các bác dùng cái con cà lê mỏ lết các thứ rồi các bác xoáy cái con này ra. Đấy, thì nó theo cơ chế chân ngược thì nó sẽ lôi được con ốc kia lên, rất là hay nhá.
bộ lấu gãy 5 mũi nhá, 5 mũi thì to nhỏ 30 ngàn một bộ. Tiếp theo thì hôm nay bên shop ôm lô. Đấy, ôm được một cái lô mũi vít hàng thanh lý cửa hàng nhá, hàng thanh lý cửa hàng rất xịn luôn. Một cái bộ mũi vít bao gồm là 7 cây nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bộ mũi vít V7 nhá. Đấy, mã của nó sẽ là V7 với mức giá thì tại em đang gửi bác giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có 60 ngàn một cái bộ mũi vít này thôi, 60 ngàn một bộ. Bao gồm là 7 cây vít nhá. Đấy, 7 cây vít và đầu của nó sẽ là đầu chuôi lục giác để về các bác có thể lắp vào máy khoan pin các thứ cho em thoải mái luôn. Đó thì nó sẽ gồm có là một đầu dài nhất là 15 cm này, đầu thứ hai là 12 cm, đầu thứ ba là 9 cm này, đầu thứ tư là 7 cm, thứ năm là 6 cm, đầu thứ sáu là 5 cm và đầu cuối cùng đấy, đầu thứ bảy là 2,5 cm nhá. Đấy thì các bác mua một bộ này về là các bác xài là đa di năng luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền này, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy cho em tất cả các loại ốc luôn. Và đầu của nó sẽ là đầu bốn cạnh nhá. Đấy, đây đầu của nó sẽ là đầu bốn cạnh này. Đấy, đầu bốn cạnh và ở đây nó thiết kế là cái dạng rãnh này để khi mà các bác xoáy là nó không bị trượt quá nhá, nó không bị trượt ốc. Bình thường là các bác hay xoáy những cái dạng ốc thường là nó không có những cái rãnh này đâu. Đấy, nó không có những cái dạng taro các thứ này, cái gen này nó lên này. Đấy, các bác xoáy rất hay bị trượt ốc, nhưng mà con này này nó thiết kế dạng sọc sọc này này. Đấy thì khi mà các bác xoáy nó không bị trượt ốc nhá. Đấy, không bị trượt ốc. Và đây chân của nó sẽ là đầu của nó sẽ là đầu chuôi lục giác nhá, đầu PH2. Đấy, nên là về các bác cắm vào những cái con máy khoan pin rồi là những cái con nó có cái chân lục giác, các bác cắm vào là các bác xoáy ok luôn, lắp vào máy khoan pin ok nhá. Đấy thì chắc em cũng nghĩ là nhiều bác hỏi là có bán lẻ mũi không, thì các bác thông cảm cho em nhá, vì hàng này là hàng bên em ôm lô thanh lý cửa hàng nên là hàng nó theo bộ rồi. Đấy, theo bộ sẵn rồi nên là bên em không tách nữa nhá, bán là bán một phát cả bộ luôn. Vì giá nó rất là hạt rẻ, giá nó chỉ có 60 ngàn thôi. Giá siêu hạt rẻ, bình thường các bác ra cửa hàng cửa hiệu hoặc là những cái chỗ khác người đang bán một cái bộ này ít, nó rơi khoảng tầm 130 cho đến 150 một bộ các bạn. Đấy, bên em thanh lý cái lô này nó chỉ có 100 nó chỉ có 60 ngàn một bộ thôi. Đấy, thanh lý giá siêu lỗ luôn đấy các bạn. Đấy, siêu lỗ luôn. Bộ mũi vít V7 nhá, bao gồm là 7 cây từ ngắn đến dài. Đấy, từ ngắn đến dài nhá, đầy đủ luôn. 15 12 9 7 6 5 2.5 các bác nhá. Đấy, với mức giá sẽ là 60k. Đây, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Rất đẹp luôn nhá, một bộ mũi vít này mà chỉ có 60 ngàn thôi. Giá siêu tốt, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn. Cái này thì số lượng hạn không nhá, chắc chỗ này khoảng tầm 50 bộ, nó không có nhiều đâu ạ. Đấy, các bác tranh thủ mã nào ưng cái mã này, hoặc anh em thợ thuyền làm nghề, nói chung là nhìn cái bộ mũi vít này rất là ưng rồi. Thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn mà chỉ có 60 ngàn một bộ thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng về cái bóng đèn bốn cánh này. Đấy, tiếp tục về cái lô bóng đèn bốn cánh rất là hay nhá, về các bác sử dụng thắp gia đình. Đấy, rồi là những cái chỗ mà không gian rộng các bác lắp treo quả này rất sáng luôn các bạn. Đấy, đây khi mở ra thì nó như một chiếc quạt trần này này. Đấy, nó sẽ có bốn cánh và một cái chóa ở giữa thì nó sẽ sáng bốn cánh nhá, và một cái chóa ở giữa luôn. Nói chung là cái dòng này thì siêu sáng rồi, về cái chất sáng nó rất là sáng luôn, công suất nó sẽ là 100W nhá. Và ánh sáng nó sẽ ánh sáng màu trắng, sử dụng điện 220. Đấy, đây. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, nên về các bác sử dụng những cái đuôi phổ thông nhà mình nó ok rồi. Đấy. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi, 220V nhá. Công suất là 100W nhá, rất là sáng luôn. Các bác cần những cái không gian rộng, các bác cần những cái quả bóng nó sáng, hoặc là ví dụ nhà cửa nhà mình như rộng, cần một quả bóng nó sáng thì các bác mua cho em quả này về, dùng rất ok. Cái này thì trước em bán rất là nhiều này. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái lô này với mức giá thì nó siêu tốt luôn, nó chỉ có 90 ngàn một quả thôi. Đấy, 90 ngàn nhá. Dòng này sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện, cầm một quả bóng chắc nịch luôn. Đấy, từ cái phần thiết kế các thứ rồi. Rồi là phần bản lề thứ là thiết kế rất là chắc chắn, cầm quả bóng nặng trịch, rất nặng luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là bóng đèn bốn cánh nhá. Đấy, bóng đèn bốn cánh, công suất là 100W nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá, 90.000 một quả thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 90k. Sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện. Đấy, công suất 100W nhá, cho mức ánh sáng rất sáng và rất là rộng luôn. Đấy, cái này thì trước em cũng hay xài những quả này, em lắp để em quay, nhưng bây giờ thì em nâng cấp lên. Đấy, thì em lên cái con 8 cánh, còn những con 4 cánh này các bác xài gia đình con này thì rất là hợp lý rồi. Đấy, vừa làm đèn trang trí nó như kiểu một chiếc quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng luôn. 90 ngàn một quả nhá, bóng đèn bốn cánh. Tiếp theo thì lại về đèn đèn đuổi muỗi nhá, đèn đuổi muỗi. Đấy, hiện tại thì muỗi đang vào mùa, rất nhiều muỗi luôn, thì các bác mua ngay cho em cái con đèn đuổi muỗi của Hacker này về, cực kỳ nhạy luôn nhá.
những chỗ nào nhiều muỗi các bác cứ cắm em cái là khoảng tầm vài phút sau là cái tinh dầu nó bốc lên cái là muỗi chạy hết luôn. Cái này thì nó dùng để đuổi muỗi nhá, chứ không dùng để diệt được muỗi đâu ạ. Nó chỉ có đuổi muỗi đi, nó chạy ra ra chỗ khác. Nói chung là trong cái khu vực mà các bác cắm cái đèn này, đấy, ví dụ như là bắt đầu chập tối các bác cắm cho em. Đấy, thì khoảng tầm vài phút sau kia tinh dầu nó bốc lên là muỗi nó sẽ sợ chạy hết luôn, rất là nhạy luôn. Đấy, thì đây một cái bộ đèn mắt muỗi này bao gồm là một đèn và một lọ tinh dầu với mức giá thì bên em gửi bác giá rất là rẻ bình dân, nó chỉ có 60 ngàn một bộ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đuổi muỗi nhá, đèn đuổi muỗi này, đèn đuổi muỗi của hacker nhá, hàng của hacker, hàng hãng của hacker đấy. Đấy, với mức giá là đi 60k nhá, 60k bao gồm là một thân đèn và một lọ tinh dầu thôi nhá. Còn nếu mà các bác xài mà các bác xài nhiều muốn mua thêm tinh dầu thì hiện tại bên em có bán kèm thêm. Đấy thì một lọ tinh dầu đuổi muỗi như này thì sẽ có giá là 20 ngàn một lọ nhá. Lên mã cho em sẽ cái lọ tinh dầu đuổi muỗi này. Tinh dầu đuổi muỗi 20k một cái lọ tinh dầu đuổi muỗi nha. Đấy 20k một lọ. Hàng này thì không mùi cơ nhá. Đấy không mùi và rất là an toàn thân thiện với con người nên là các bác yên tâm dùng, ví dụ nhà có trẻ con dùng thoải mái luôn. Và một cái lọ này là các bác xài được là 480 tiếng này, rất là lâu luôn. Đây em hướng dẫn các bác cách các bác xài lắp đặt luôn nhé, thì về các bác lấy cho em cái này ra đấy và lấy cho em cái lọ tinh dầu ở trong hộp ra này. Các bác mở cái này ra, xoáy cái nắp này ra đó, sau đó các bác lấy cái đèn. Các bác ở đây nó có cái bấc này, đấy, nó có sẵn cái bấc rồi, các bác xoáy nó vào đấy, xoáy vào đây, các bác cắm vô đây và các bác xoáy vào đây. Đấy thì khi mà đốt nó đốt nóng cái bấc này thì nó sẽ cái tinh dầu nó sẽ hút lên và nó cơ thế là nó bốc luôn thôi. Đấy. Và đây là cái nút công tắc bật tắt này, cắm trực tiếp điện 220, sau đó các bác bật công tắc cho em là các bác xài lúc nào không dùng thì mình có thể tắt đi, ví dụ là tối các bác bật lên, ban ngày các bác tắt đi, thế là ok. Đó. Một bộ này bao gồm là một đèn và một cái đèn này bao gồm và một cái lọ tinh dầu là giá sẽ là 60 ngàn nhá, 60 ngàn. Lên mã cho em sẽ cái đèn đuổi muỗi nhá. Đấy, bắt đầu đang vào mùa muỗi, dùng cái này rất là nhạy luôn. 60 ngàn một bộ nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu thì tại em đang bán thêm cho bác một lọ tinh dầu cũng của hãng đấy luôn. Thì sẽ là 20k một lọ tinh dầu đuổi muỗi nhá, 20k một lọ. Tiếp theo đi em lên luôn cho bác đó là cái cà mèng. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam thì nhiều bác hay gọi là cà mèng hoặc là miền Bắc hay gọi là cặp lồng nhá, cặp lồng. Em báo giá luôn, 1,6 lít nhá. Giá nó sẽ là 120 ngàn một cái cặp lồng nha. Hàng cũng của Hàn Quốc này. Đây, dung tích 1,6 lít nhá các nhá. 1,6 lít. Em mở ra bác còn một cái này, rất chắc chắn luôn. Chất liệu toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Dùng an toàn, đó ok. Thì sản phẩm đây sẽ gồm có là một chiếc nắp này. Đấy, cái nắp này thì khi mà các bác mở ra thì nó sẽ thành một chiếc bát luôn. Đấy, các bác ngửa lên như này, bình thường là các bác úp xuống thì nó sẽ là một cái nắp đậy cho cái cặp lồng này. Còn nếu các bác mở lên thì nó sẽ thành một cái bát nhá, để các bác có thể ăn uống ở đây trực tiếp ở đây được luôn. Đấy, rất sạch sẽ, ok này. Đi kèm bên trong này thì sẽ có là hai cái khay để các bác đựng đồ ăn các bác mang đi làm. Đấy, dành cho học sinh sinh viên này, rồi các bác làm văn phòng công trình công trường hoặc các bác mang cơm cho người bệnh các thứ rồi. Đấy, mang cơm vào bệnh viện các thứ rất ok. Đấy, đựng cơm đựng canh vào đây các bác xách đi ok. Có phần quai xách nữa nha, thiết kế rất chắc chắn và dày dẫn luôn nha. Đấy, thiết kế cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, inox 304 rất xịn sò. Đấy, có cả nắp niếc các thứ đi kèm, các bác chỉ việc là mang đồ đĩa đũa cái thìa đi là các bác chén cơm cho em ngon lành luôn. Đấy, đây sạch mang đi mang lại sạch sẽ ok nhá, rồi về các bác đựng đồ ăn nước các thứ đấy ok luôn. 120 ngàn nhá, 120 ngàn. Lên mã giúp em sẽ là cái cặp lồng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được nhá, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được này. 1,6 lít nhá, khá là to luôn đấy, chỉ có 120 ngàn thôi. Bằng inox 304 này các bác dùng yên tâm, rất an toàn sạch sẽ luôn. Đó, 120k 1 lít 6 nhá, có đầy đủ các ngăn để các bác có thể đựng đồ ăn mang đi mang lại tiện dụng ok luôn. 120 ngàn nhá, cà mèng hoặc là cặp lồng đều được nhá, 1,6 lít 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dòng dây thít, dây thít này, nhiều bác gọi là dây thít hoặc là dây rút đều được nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em xem cái dây thít đi. Dây thít thì hiện tại em nó có hai mã, là một mã dây ngắn nhá, dây ngắn đây, và một mã là mã dây dài nhá, mã dây dài. Và em báo giá luôn, hiện tại em đang bán đồng giá một một cái bịch như này. Đấy, thì 30k nhá, 30k thì các bác cứ lên mã cho em, ví dụ đây là cái thít ngắn này. Đấy, thít ngắn. Giá cũng 30 nhá. Đấy, và cái gói thít dài. Đấy, thít dài đây,
tít dài cũng là 30 luôn. Đấy, cũng là 30.000 luôn các nhá. 30.000 một túi. Thì đây em sẽ quay chi tiết bác này. Cái dòng tít ngắn này thì kích thước của nó sẽ vào là 20 cm nhá. Đấy, 20 cm này, 20 cm. Tức là chiều dài của tít là 20 cm và cái trọng lượng một túi này của nó sẽ là 250 g một túi, tương đương với lại là 315 cái nhá. 315 cái dây tít. Đấy. 250 g dây tít các nhá. Đấy thì tương đương vào là 315 cái thì tính ra vào là có 30.000 cho một cái túi thôi mà được tận là 2,5 lạng luôn. Bình thường là các bác cũng ra quán xá người ta bán một lạng là bác ít phải khoảng tầm 50.000 một lạng luôn. Đấy mà một lạng thì nó được rất ít, như đây các bác mua một cái túi này là 250 g luôn và vào 2,5 lạng đấy mà giá nó chỉ có 30.000 thôi. Nói chung là giá nó siêu hạt rẻ luôn, hàng bên em thanh lý giá nó siêu tốt luôn. Đấy, 315 cái các bác về mua gói về các bác xài thoải mái gia đình nhà mình luôn, buộc rồi là thít tất cả các loại vật liệu chất liệu rồi là các bác sử dụng đa năng trong rất nhiều công việc nhá. Thít ngắn nhá, 30.000. Ngoài ra thì đây có cái mã thít dài. Thít dài thì một túi này cũng là 250 g luôn và một túi này được là 152 cái nhá. Và cái kích thước của nó sẽ là 30 cm. Đấy, 30 cm, chiều dài của nó sẽ là 30 cm, một cái dây thít này là dài là 30 nhá. Dài 30. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi thít dài nhá. Túi dây thít dài thì hiện tại em đang bán một túi thít dài này là 30.000 luôn. Nói chung là cứ đồng giá là 30.000. Thì hai mã chia ra thít ngắn và thít dài thì các bác cứ lấy mã thít ngắn hay là thít dài thì các bác cứ báo nha, bảo là cho tôi một túi thít ngắn hoặc là cho tôi một túi thít dài. Đấy, thì bên em sẽ biết được bên nào các bác nhá. Còn giá thì sẽ được cứ đồng giá là 30.000, thì các bác cứ lấy loại nào thì lấy. Bao tay lao động thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, để dành cho các bác mua về anh em thợ thuyền lao động lao nước các thứ này, rồi các bác sử dụng ở trong nhà mình cũng ok luôn. Đấy, thì hiện tại anh em sẽ có bán lẻ theo đôi và bán theo lố nhá. Đấy, bán lẻ theo đôi và bán theo lố thì hiện tại em đang bán lẻ một đôi bao tay nha. Giá của nó sẽ là đi mà 10.000 một đôi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Đấy, bao tay lao động thì đang bán lẻ một đôi bao tay lao động nhá là 10k. Đây, cứ lên mã giúp em sẽ là bao tay lao động nhá. Bao tay lao động này, một đôi là 10k trên một đôi. Còn nếu mà các bác lấy theo lố thì nó giá siêu tốt luôn. Một lố như này này, đấy một lố nguyên bịch nha. Là 12 đôi nhá. Đấy 12 đôi. 12 đôi mà giá thì các bác biết bao nhiêu không? Báo giá bác nghe giật mình luôn. 70.000 một lố bao tay 12 đôi. Nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy tính ra tính vào đôi thì nó rất là rẻ. 12 đôi nó chỉ có 70.000. Các bác mua lẻ một đôi đã 10.000 rồi. Như đây bên em bán các bác 12 đôi mà chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là theo em là các bác nên mua theo lố, nên mua theo lố cả một lố là 12 đôi này luôn. Đấy, về dùng các bác dùng dần. Đấy, đeo thì rất là vừa. Dòng này của nó là dòng size free size, dòng co giãn nha, nên các bác tay to tay nhỏ các bác đeo hết luôn. Đây, đeo và rất là ôm tay này. Ở đây nó có những cái hạt cao su này, nó đính li ti li ti này, các bác cầm nắm một thứ cho em không lo nó bị trơn trượt nhá. Về các bác sử dụng anh em thợ thuyền xài này, đấy, bê kính, bê kiếc, bê sắt xi này, rồi là các bác sử dụng lao động chân tay cái gì giờ các bác cần một đôi bao tay bảo vệ này thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nói chung là ngon bổ rẻ chất lượng nhá. Một đôi này là 10.000, lên mã nha sẽ là bao tay lao động nhá, một đôi là 10.000. Còn các bác lấy theo lố, một lố là 12 đôi, giá nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, đây giá đây. Đấy, 12 đôi 70, một đôi là 10.000, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng pin 18650 này để về các bác sử dụng rất nhiều những thiết bị này. Đấy, rồi là đèn pin, đèn bổng này, rồi là các bác mua về sử dụng rất nhiều thiết bị, nó dùng cái pin này luôn. Đấy, nó là cái dòng pin 18650 nhá, cái dòng pin sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lắp vào các bác sạc. Đấy, và khi mà sạc đầy các bác lại lôi ra các bác xài, nó rất là hay. Đấy, nó có thể sạc tích điện như kiểu pin điện thoại ấy. Đó thì đây mã pin của nó sẽ là 18650, dung lượng của nó sẽ là 6800 mAh và điện áp của nó sẽ là 3.7V nhá, 3.7V, pin rất ok, pin này pin của hãng luôn nhá. Thì em báo giá luôn, hiện tại em đang bán một viên pin 18650 này, giá nó chỉ có 20.000 thôi, giá rất là tốt và dễ mua luôn, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là pin 18650, 20.000 một viên nhá, để về các bác xài lắp đặt thiết bị này, rồi là anh em sử dụng chế cháo này, rồi các bác lắp vào một số thiết bị, ví dụ đèn pin này, một có thứ là nó rất hay dùng pin này, 20.000 một viên nhá, pin 18650. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp dĩa Đức 10 chiếc này. Lên mã em sẽ cái hộp dĩa Đức 10 chiếc nhá, để về các bác sử dụng ăn hoa quả này, nhà có khách có khứa này, rồi các bác sử dụng gia đình ăn hoa quả cũng rất ok. Lên mã giúp em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả, một hộp này là 10 cái dĩa luôn mà giá thì vô cùng là hạt rẻ bình dân.
nó chỉ có 40 ngàn thôi các bạn nhé, chỉ có 40 ngàn thôi. Lên mã giúp em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả nhá, một hộp là 10 cái 40 ngàn. Đấy, giá rất hạt rẻ, chất liệu là inox 34 nhá. Đây một hộp này thì sẽ có là 10 cái nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, 10 cái về các bác thoải mái xài luôn, mua hộp này các bác xài cho em cả gia đình mình luôn. Đấy, đặc biệt là ví dụ như là có khách khứa rồi các bác bình thường ấy, người ta cầm tay thì đôi khi rất là ngại. Đấy, thì ví dụ như là mình có cái dĩa này các bác để lên. Đấy, thì cảm giác là người ta ăn thì người ta cũng sẽ có dĩa này thoải mái tự tin hơn, dễ ăn hơn. Đó, đây logo Willing này. Đấy, chất liệu inox 34 nhá. Một hộp là 10 cái, 10 cái dĩa ăn hoa quả này nhá. Chiên để các bác ăn hoa quả và cũng nói chung là ăn cũng được khá là nhiều món đấy. Cái này cũng rất hay. Một hộp này là 10 cái nó chỉ có 40 ngàn thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã sẽ cái hộp dĩa Đức 10 cái của Willing thôi nhá. Đấy, hình logo nhà này người của Đức này. Một hộp là 10 cây, giá sẽ là 40k một hộp dĩa Đức 10 cây nha. 12V này. Cái này đi em báo giá luôn nha. Các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái quạt tẩu 12V nhá. Cái này nó sử dụng là nguồn 12V và nó dùng là cái dùng cái nguồn cổng vào là cái cổng đầu tẩu. Các bác hay dùng xe ô tô ấy thì giá của nó sẽ là 120.000 một cái quạt này. Đấy, dùng rất là hay. Nó là dòng quạt đôi quá. Đấy, quạt hai quạt luôn. Quạt hai quạt và có cả công tắc điều chỉnh số siêu các thứ rất ngon này nhá. Sản phẩm này thì mới nguyên hộp như này, rất xịn sò và rất là hay luôn. Đấy, các bác dùng trong những trường hợp ví dụ như là các bác nhà các bác ô tô đấy, ví dụ như là những cái ô tô đời cũ mà điều hòa nó yếu ấy đấy, hoặc điều hòa nó hỏng ấy, thì các bác muốn sắm cho em một cái con quạt để các bác để cho ô tô thì con này là một cái lựa chọn hết sức hợp lý luôn. Đấy, đây nó có là bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ về đằng sau này, bẻ đằng sau để bẻ về đằng trước này. Đó, rồi là các bác có thể là quay các hướng này. Đấy, các bác quay điều chỉnh các hướng cho em nhé. Đấy, đây quay điều chỉnh các hướng này rất là linh hoạt và thoải mái các bác lựa chọn luôn. Đấy, và cái con này và khi mà các bác điều chỉnh ấy thì các bác điều chỉnh ở đây nó sẽ có cấp độ này. Đấy, cấp độ 1 này. Đấy, số 1 và số 2 nhá, và các bác đẩy về giữa thì là số 0, tức là tắt đi. Còn nếu các bác muốn mạnh thì bật số 2, còn muốn mạnh vừa thì bật số 1 các em nhé. Đấy, hàng của nó thì sẽ là hàng hai quạt. Một quạt này thì sẽ có công suất là đi 10W này. Đấy, công suất của nó sẽ là 10W nhá. Thì hai quạt này vào 20W rồi. Rất khỏe luôn và cực kỳ mát nữa nhá. Đấy, cái tầm gió nó ra rất là mát. Tầm gió ra mất rất mát và nó êm quá. Quan trọng là cái động cơ của nó là cái động cơ không chổi than nên là dùng nó rất là bền. Đấy, dùng rất là bền. Đây. Và cái đầu nguồn nó vào đây. Đây là cái đầu nguồn tẩu này. Đấy, cái đầu nguồn tẩu. Thì cái này về bác làm có ô tô là các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Còn nếu mà nhà các bác mà không ô tô thì em sẽ có một cái giải pháp để cho các bác không ô tô. Thì thay vì các bác không có ô tô thì mình có thể dùng cho em cái bình ắc quy các bác nhá. Đấy, thì đây, hiện tại em đang có một cái bình ắc quy nha, bình ắc quy xe máy 12V này. Thì khi mà các bác muốn mua thêm cái thiết bị để sử dụng cho cái bình ắc quy thì bên em sẽ bán cho bác cái đầu tẩu cái như này. Thì hiện tại bên em đang bán một cái đầu tẩu cái như này với mức giá là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái để các bác cắm đi chung với lại cái quạt này này. Thì cái đầu tẩu cái này hiện tại bên em đang bán là 40k một cái đầu tẩu cái này. Thì đây em sẽ hướng dẫn các bác xài luôn này. Cái đầu tẩu cái này nó sẽ có là hai cái đầu kẹp như này. Đấy, một đầu kẹp dương và một đầu kẹp âm. Thì các bác kẹp trực tiếp vào bình. Đấy, dương các bác kẹp vào dương nhá. Âm các bác kẹp vào âm cho em. Đấy, kẹp vào. Sau đó là ở đây là một cái đầu cổng vào. Đấy, nó hiểu là cái tẩu chiêu tô ấy, các bác cắm trực tiếp đây cho. Cắm vào đây. Đó, cắm vào cái quạt chạy luôn này. Và quạt chạy cực kỳ êm và rất mát luôn nhá. Riêng dòng này các bác không mát không lấy tiền các bác luôn, mát cực kỳ vì nó là dòng quạt đôi mà đấy, động cơ không chổi than nó chạy rất khỏe và rất là êm. Đấy, các bác biết những cái động cơ 775 của nó đấy. Đấy, nó quậy cái vòng tua nó rất là khỏe luôn. Đây mặt số 2 này, đấy nó phà mát dã man luôn. Đấy. Đấy, thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc nhà các bác nào không ô tô mà có bình ắc quy ấy đấy, nên các bác để không nó lãng phí thì các bác mua cho cái này về. Đấy, mình quạt quậy cái thứ này, rồi là trong trường hợp mà mất điện mất đóm cái thứ này thì các bác xài cho em cái này cũng ok luôn. Đấy, thì các bác chỉ việc là mua cho mấy quạt này về, còn cắm trực tiếp với cái tẩu ô tô là các bác xài thôi, nó sử dụng nguồn là nguồn 12V thôi nhá. Còn nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài bình ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nhà các nhá. Đấy, thì tại một cái đầu tẩu cái này bên em đang bán là 40.000 một cái, thì các bác có thể về kết nối cắm vào đây, sau đó các bác kẹp trực tiếp vào trong cái bình ắc quy như mình đó, bật quạt thế là quạt chạy có thế thôi, quạt chạy cứ phà rất mát luôn. Đấy, bình này các bác chạy chắc phải cả vài ngày nó hết luôn. Đấy, cái điện nó ít lắm ạ, vì cái nó là cái động cơ không chổi than nó êm các bạn, nên là cái công năng sử dụng nó tiêu hao cái điện nó rất là ít, nó không nhiều. Đấy, nhưng mà bù lại thì quạt chạy rất là êm và rất là mát luôn.
rất êm mát luôn. Thì giá của nó một cái bộ sản phẩm, một cái quạt tẩu 12V như này là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để dành cho những cái bác nào mà không dùng trên xe hơi, dùng ở cuộc sống bình thường ở nhà mình thôi, thì mua thêm cho cái đầu tẩu cái này, thì cái đầu tẩu cái là 40.000 thôi nhá. Đó, còn quạt thì là 120.000 một cái. Về cứ kẹp trực tiếp vào cái bình 12V cho em là các bác xài thôi, rất ok luôn, dễ dàng sử dụng mà rất là hay, tiện ích thôi nhá. 120k một chiếc quạt tẩu 12V nha. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em về tiếp tục cho các bác cái lô chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác mà những cái bác mua trong năm chắc có biết cái dòng chăn này rồi. Đấy, nó là dòng chăn đũi nhá. Đấy, hữu cơ và nó thành phần chính là từ sơ đậu nành thôi nhá. Đấy, và em báo giá luôn 150.000 một cái nhá. Và kích thước của nó sẽ là 2m nhân với 2m3. Cái này thì các bác đắp nhà đông người 2-3 người cho em thoải mái luôn, chăn rất to nhá. Và đặc biệt là cái chất liệu nó từ chất liệu đũi các bạn. Đấy, từ chất liệu đũi các bác nghe, từ đũi là các bác biết rồi. Mùa hè ấy, thì các bác nên dùng những chất liệu như đũi này. Các bác nằm nó rất là mát luôn. Đấy, nằm rất là mát và đặc biệt đấy. Bình thường ấy, ví dụ như là ban ngày thì rất là nóng, như ban đêm thì nhiệt độ nó lại xuống rất là thấp, nên là các bác vẫn cần có một chiếc chăn gọi là vừa mỏng đủ để các bác sử dụng cho em. Thì đây, một chiếc chăn đũi hữu cơ. Đấy, thành phần từ sơ đậu nành nhá. Sơ đậu nành rất là thân thiện an toàn với lại da nhá, da và cũng như là môi trường, và cũng như là cái chất nó rất là mát nhá, cái chất đũi sò rất là mát này. Đấy, và đây tem mác đầy đủ luôn. Hàng này của nó là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng Hàn Quốc đây này. Tàng mác các thứ ngon lành luôn, giá nó chỉ có 150.000 thôi. Các bác nghe thấy cái chất đũi các bác biết nó mát nhào, nó mát cực kỳ luôn và nằm rất thích luôn nhá. Và chăn rất to, chăn của nó là vào 2m nhân 2m3. Cái này thì cái đợt mùa hè năm ngoái em bán kinh khủng khiếp luôn. Đấy, và bắt đầu nó vào dịp mùa hè rồi thì cái chăn này nó lại rất là hot hit nhá, vì nó nằm nó rất là vừa. Đấy, vì bình thường ấy là các bác hay nằm những cái con chăn to ấy. Đấy, những cái con chăn mà mỏng quá thì có khi các bác lạnh, mà những cái con chăn dày quá thì nóng, thì các bác mua cho một chiếc chăn đũi này về. Đấy, các bác sử dụng nhá. Đắp rất là vừa trong cái mùa hè này luôn, dùng cực kỳ thích, đặc biệt là mùa hè nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000, kích thước là 2m nhân 2m3, rất to luôn. Các bác sử dụng nhà đông người, đắp nhà 2-3 người một giường thoải mái cho em luôn, và nằm rất mát đây. Đấy, rất đẹp luôn. Cái chất đũi này, các bác nhìn cái chất đũi này. Đấy, nó sờ nó mịn mà nó đắp rất là mát, đắp rất là mát, nó không bị bí đâu. Đấy, thông thoáng tốt. Mà dòng này các bác giặt cho em thoải mái luôn nhá, giặt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất đũi và thành phần chính là từ sơ đậu nành nhá. Đấy, sơ đậu nành rất là an toàn với lại thân thiện với con người, cũng như là thân thiện với môi trường, và dùng rất là tốt luôn. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. 150.000 một chiếc. Chăn này chăn của Hàn Quốc nhá, chăn của Hàn Quốc rất xịn sò. Đấy, hàng này thì số lượng hạn là các bác nhá, không có nhiều đâu, vì nó bắt đầu đang vào mùa nóng mà, nên là hàng nó lúc nào hầu như cũng cháy hàng luôn. Đấy, bên em về cái lô này chắc được khoảng tầm vài chục chiếc thôi, không có nhiều đâu bạn. Đấy, và nhiều bác hỏi bên em là dòng chăn chiếu này thì có hàng cũ không, thì em can cái bác luôn là hàng bên em là hàng mới 100% nhá các bác nhá. Hàng mới 100% nguyên bịch luôn. Nên là các bác yên tâm nhá. Nhiều bác cứ bảo là sợ hàng cũ, thì em cam kết bác là nhà em không bán những cái hàng chăn, hàng chiếu, gối các thứ, là không bán hàng cũ đâu bạn, vì sợ lắm, dùng hàng cũ không biết đâu mà làm. Đấy, bên em bán cho bác hàng mới nhá, hàng mới chưa ai dùng, nên là các bác dùng yên tâm. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. 150k một chiếc chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành, kích thước là 2m đến 2m3. Đắp vào mùa hè thì rất là mát và rất là phù hợp luôn. Đấy, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa hè rồi. Miền Nam miền Bắc bắt đầu đang đều vào mùa nóng mùa hè rồi. Các bác đắp cho em cái dòng này rất là vừa, thích hợp trong mùa hè này. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. 150k một chiếc. Kích thước là 2m nhân 2m3, dùng rất thích luôn. Cái này thì chắc nhiều bác mua những cái đợt lô trước thì cũng có nhiều một số bác hỏi cái đợt này, nhưng mà bữa trước là chưa về, thì hôm nay về rồi, thì bác nào mà chưa mua được có nhá, thì các bác có thể tranh thủ mà xem ưng thì chốt luôn nhá. Đây nhá, chăn thì khi mà em gửi đến các bác là vẫn còn nguyên trong bịch này, mới keng luôn này, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, chăn là mới keng luôn. Tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái dòng chảo của Hàn Quốc này. Nên mã em sẽ cái chảo Hàn Quốc nhá. Dòng này thì chảo cực kỳ to luôn. Đường kính của nó là vào là 32cm nhá. Chảo rất to nhá các bác nhá. Chảo thiết kế cực kỳ to chắc chắn luôn. Và có chống dính nhá các bác nhá. Có chống dính và có đun nước bếp từ, có đun nước bếp từ luôn, nên là có yên tâm nhá. Bếp từ, bếp ga các thứ là các bác đun hết luôn. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho bác là một chiếc môi gỗ này. Đấy, nhà thiết kế nhà sản xuất rất là cẩn thận là cho các bác kèm một chiếc môi gỗ này, vì những cái chất liệu chống dính ấy, các bác dùng những cái môi bằng sắt các thứ giờ là các bác xài nó rất hay nhanh bị xước và bong những cái lớp chống dính, nên là nhà sản xuất rất cẩn thận là
có đi kèm nó một chiếc cái chìa cái môi đảo bằng gỗ này để các bác xào nấu bằng cái môi gỗ này, nó rất là an toàn và không lo nó bị xước cái men chống dính nhá. Đấy vì các bác hay dùng những cái chìa ấy là hay bị đấy này, hay bị xước ra này. Đấy thì sản phẩm thì sẽ gồm có là một chảo này, đi kèm cho bác là phần tay qua này thì về các bác lắp vào thôi nhá. Đấy về các bác lắp vào đây là các bác xài thôi. Đấy lắp vào đây là xài. Và đây là cái phần tay quai của nắp vung thôi nhá. Đấy, rồi là có cả môi đi kèm luôn này, rất cẩn thận luôn. Và đây là vung này, vung này của nó sẽ là vung bằng kính trong suốt nhá, khi mà các bác nấu ăn rất là tiện theo dõi luôn. Đấy, bóng láng luôn này các bác. Đấy, và kính là kính cường lực nhá, rất chắc chắn luôn. Đây, đấy, các bác đậy vào là vừa khít luôn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng để dán nhá, thì nếu mà có vung này các bác có thể là xài các bác nấu nướng được luôn. Đấy. Chảo này thì sẽ có đường kính vào giúp em là 32 cm. Đấy, đường kính tổng thể là 32 cm, rất là to luôn. Đấy, những cái dòng chảo 32 cm thì các bác sử dụng nhà đông người thì cho em rất ok. Chảo đi cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Bên trong thì phủ một lớp chống dính này, bên ngoài có phủ chống dính luôn nhá. Đây bên ngoài có phủ dính luôn, toàn bộ bên trong bên ngoài đều được phủ một lớp chống dính vân đá lên rất đẹp nhá. Nên các bác xào nấu cho em vào đây thoải mái luôn này. Đây. Và đế này của nó có thể dùng được bếp từ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, đế là dùng được bếp từ luôn, bếp từ, bếp ga các thứ là các bác xài hết luôn. Cái này con này nói chung là nó không kén bếp nhá, bất kỳ loại bếp nào cũng dùng hết luôn. Đấy, và giá của nó thì vô cùng là hạt rẻ luôn nhá, hạt rẻ luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc này, chảo Hàn Quốc đường kính của nó sẽ là 32 cm, và em báo giá luôn 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nha, 140.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, 140k một cái nhá, giá rất tốt luôn. Vùng viếc này, rồi là môi, rồi là tay quai các thứ đi kèm đầy đủ nhá. Thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ rời bên ngoài, còn nếu mà các bác về nhận xong thì các bác lắp và các bác xài thôi. Riêng cái dòng chảo này thì nói chung là không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, chủ yếu quan trọng là các bác kiểm tra về cái chất lượng. Đấy, cầm nó có chắc chảo hay không, rồi là vùng viếc các thứ là nó ok không. Đấy, đầy đủ các thứ không. Đấy, còn nói chung là về chất lượng thứ hàng của Hàn Quốc thì người ta kiểm định rất là ok thôi. Đấy, chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính 32 cm, giá hiện tại em đang bán là 140.000 một cái. Tiếp theo thì sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào sốt tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá với em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3 và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này xanh luôn này, tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông, nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm
thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30 ngàn một cục. Đấy các bác nhá, 30 ngàn một cục sạc Samsung AE này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1850 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là sai. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20 ngàn một viên không nhá. Đấy, 20 ngàn một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20 ngàn nhá, một viên này là 20 ngàn. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60 ngàn. Đấy các bác nhá, 60 ngàn một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30 ngàn các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90 ngàn một viên, 90 ngàn một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90 ngàn một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật lên em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy, thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá. Còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, có nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không. Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính. Và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng
hai ba con liền đây. Đấy, đây kìa, kìa, đấy đây không, rất ok nhá, không cần phải dây dợ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi, quá ok luôn này. Các bác nhìn này, lướt này, lăn này, lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, đây không, đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi, và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã cho em sẽ là chuột không dây 90k một con. Theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá, toàn bộ khâu đồng. Thân của nó sẽ là thân nhựa, thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thẻ ta là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh được cái đầu vò này chưa? Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho vào, các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12. Thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok.
Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ nào hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mãi em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng ở giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. Năm đó là cái lô fix cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá. Chuyên dùng cho ổ điện Nhật các nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 thôi nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha em nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn. 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây. Một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn đi em đi, chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu ạ, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi
90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn các thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn ngay luôn các nhá. Không có nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000. Và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên bịch, nguyên túi, mới căng luôn. Quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào thì các bác nhé. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. À, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn. Dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây, có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.